chương 1248, Phụng chỉ lên giường. Giang giật trong đầu hiển hiện một hình ảnh, cái nào đó đào nguyên bí cảnh bên trong, y phiêu phiêu bị sống sờ sờ chấn áp tại đại sơn phía dưới, lẻ loi chơ trọi một người nhẫn thụ lấy cô độc tịch mịch, còn có đi ngang qua tộc nhân đùa cợt. Thân thể dựa vào năng lượng đan trèo chống không chết, nàng đầu bù phát ra, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hai con người đều là uể oải, không có một tia sinh khí, duy nhất để nàng kiên trì động lực, liền là ở xa không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, cái kia thiên tinh giới bên trong tiểu nhi tử hai tử không muốn ý đồ đi tìm mẫu thân cũng không cần đi nghe ngóng mẫu thân đi nơi nào bởi vì coi như phụ thân người cũng không biết ta đến chi phương nào người có thể nhìn thấy cái này mục điêu nói rõ mẫu thân còn chưa có trở lại cũng mời người tin tưởng mẫu thân ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trở về tìm ngươi tốt con của ta nếu là chúng ta hai mẹ con đời này tử không có thể lại gặp nhau xin đừng nên thương tâm đây là lên trời cho chúng ta số mệnh còn có không nên trách phụ thân ngươi, chuyện năm đó cũng là mẫu thân quá kích, giống như có thể nói, hy vọng các ngươi có thể phụ tử nhận nhau, dù sao hắn là phụ thân của ngươi. Cuối cùng, mong ước ngươi có thể hết thảy an khang, mẫu thân vĩnh viễn sẽ yêu ngươi, nghĩ ngươi, niềm tình ngươi. Bên tai tiếng vọng lên y phiêu phiêu lời nói, giang giật tim như bị đau cắt. Hắn giờ khác này phi thường có thể trải nghiệm y phiêu phiêu rời đi tâm tình, cũng biết nàng cái này nỗi khổ tâm lớn đến mức nào. Hiên đế nói y phiêu phiêu tộc nhân muốn hủy đi thiên tinh giới, có thể tưởng tượng các nàng gia tộc là cỡ nào cường đại, y phiêu phiêu vì thiên tinh giới vạn dân, vì mình hài tử cùng trượng phu chỉ có thể vứt bỏ gào khóc đòi ăn hài tử, đi theo tộc nhân trở về, chỉ có thể đi chịu đựng tộc nhân của trách cùng hình phạt, bị to lớn thần sơn tươi sống chân áp, tiếp nhận ngàn năm cô độc khổ tịch cùng tưởng niệm. Ngàn năm, bất luận y phiêu phiêu có thể hay không sống lâu như thế, coi như có thể sống, ngàn năm sau giang giật còn có thể sống được sao lui một vạn bước nói giang giật coi như còn có thể sống được cũng là một cái gần đất xa trời lão đầu tử A đến lúc đó y phiêu phiêu hạ giới đến tìm kiếm, lại chỉ có thể nhìn thấy con trai mình biến thành một cái lão đầu tử, nội tâm của nàng sẽ là tư vị gì. Đã qua hơn 20 năm, nói cách khác y phiêu phiêu đã bị trấn áp hơn 20 năm. Đoán chừng nàng ngày đêm đều tại tưởng niệm con của mình, tưởng tượng lấy con trai mình lớn bao nhiêu lớn lên thành hình dáng ra sao, gặp qua bên trên dạng gì sinh hoạt A. Mẫu thân, nghĩ tới đây, giang giật nước mắt rơi như mưa, con muốn hiếu mà thân không tại, giang giật sau so cái này còn muốn thống khổ biết rõ mẹ ruột của mình chính thừa nhận cực khổ chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn không cách nào đi cứu vất nàng không cách nào thay nàng chia sẻ thống khổ thậm chí cũng không thể gặp nhau giờ khác này giang giật rốt cuộc minh bạch vì sao y phiêu phiêu cùng hiên đế phật đế bọn người không nói trước nói với mình y phiêu phiêu sự tình cũng biết hiên đế không nguyện ý thấy mình nguyên nhân giống như hắn vẫn là kim cương cảnh thiên quân cảnh coi như gặp lại có ý nghĩa gì biết rõ càng nhiều hắn ngược lại sẽ càng thêm thống khổ càng thêm tự trách, càng thêm bất lực. Thiếu chủ, hiên đế nặng nề thở dài nói, việc ngươi cần không phải tự trách, những chuyện này ngươi căn bản là không có cách cải biến, ngươi cần chính là mạnh lên, ngươi cần chính là trước đánh giết phó thương cùng hình ma. Ngươi đã có thể tại hơn 20 tuổi tu luyện tới bán thần, giờ phút này tổng hợp chiến lực đạt tới cửu tinh, như vậy ngươi có thể phi thăng cơ hội phi thường lớn. Trước khi phi thăng, ngươi trước thủ hộ thiên tinh giới nhân tộc, nếu không ngươi tự cô phụ huyền đế mong đợi, uổng phí mẫu thân ngươi năm đó hy sinh cùng trả giá. Chờ ngươi chừng nào muốn phi thăng, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Ừm, Giang giật trùng điệp gật đầu, đem y phiêu phiêu sự tình cưỡng ép đè xuống, để cho mình đừng đi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều vô ích, không thể phi thăng coi như hắn kêu trời trách đất cũng vô dụng. Hắn lau khô nước mắt, hờ hững đứng lên nói, hiên đế, người trước chữa thương đi, đúng rồi. Đừng gọi ta thiếu chủ, gọi giang giật là được. Hiên đế nhìn qua dứt khoát đi ra giang giật, mặt mũi tràn đầy cảm khái gật đầu nói tiểu thư hài tử quả nhiên bất phàm cái này tâm tính chi cường đại để chúng ta những lão gia hỏa này xấu hổ a à. chân long quả nhiên muốn bay lượn cử thiên liền là không biết có thể hay không đấu qua được hình ma cùng võ thương giang giật sau khi đi ra hỏi thăm phật đế đám người thương thế tất cả mọi người tốt hơn nhiều không qua đêm xong cùng doãn đế hiên đế cùng một đám bán thần phù độc không giải được chỉ có thể tạm thời áp chế phù độc giang giật nhớ tới tô như tuyết linh hồn bên trong phù độc Ngưng âm thanh hỏi, phù độc lợi hại như vậy chẳng lẽ các ngươi cũng không có cách nào giải khai? Có, Phật đế rất tự tin nói ra, bất quá, cần luyện chế đan dược, ta không có dược thảo, muốn về Phật đế thành mới có thể luyện chế, chúng ta cổ thần nguyên giới đều bị hình ma cầm đi. Thật, Giang giật đôi mắt sáng lên, nói ta có người bằng hiếu cũng chúng phù độc, bất quá chúng độc rất lâu, đã tiềm phục tại linh hồn sở hữu địa phương, đồng dạng có thể giải sao? Cái này, Phật đế trần chờ một lát, lắc đầu nói, vậy liền không rõ ràng, trong chúng ta độc đều không sâu, có thể áp chế, cụ thể muốn nhìn tình huống, rồi sẽ có biện pháp, đừng nóng vội giang giật. Ừm ừm, giang giật nhẹ gật đầu, hỏi, phù này độc có cái gì năng lực đặc thù sao đối với các người thực lực có ảnh hưởng sao? Khẳng định có, doãn đế trợn trắng mắt, hữu khí vô lực nói ra, chúng ta vận công lúc, phù độc sẽ tự động hành tẩu, ảnh hưởng chúng ta chiến lực, ít nhất hội áp chế ba thành trở lên đi. Ông, Giang giật lấy ra huyền thần cung đem Phật Hoàng bọn người phóng xuất ra, mọi người bản đều đang bế quan bên trong thoáng cái kinh ngạc, mở mịt bốn phía quét qua, Doãn Hoàng mừng như điên nhìn qua Giang giật nói, Giang giật, an toàn. Ừm, um, an toàn, Giang giật tùy ý giải thích vài câu, sau đó hỏi thăm chúng nhân nói, các ngươi cũng chúng phủ độc sao. Đúng thế, Phật Hoàng cười khổ nói ra, mà lại chúng ta trước đó nguyên lực bị phong ấn, cảm giác lực hạ xuống, cũng bất chi bất giác bị rất nhiều phù độc tiềm phục tại trong thân thể, còn có trong linh hồn. Giờ phút này mặc dù bị áp chế, nhưng chiến lực chỉ có thể đạt tới thì ra là năm thành. Tốt, đừng nói những thứ này. Phật Hoàng đột nhiên khoát tay cắt ngang hai người trò chuyện, ngưng âm thanh nói ra, giang giật, người đừng quản chúng ta, đều không chết được. Trọng yếu nhất chính là người thực lực, người phải trở nên mạnh hơn, dạng này mới có thể an toàn đem chúng ta mang đi ra ngoài. Chúng ta nếu là ra không được, đại lục tự triệt để xong. Được, giang giật cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn đôi mắt nhất chuyển nói ta đi trước tu luyện nguyên lực tranh thủ cái này một hai tháng hết sức tăng lên mặt khác đem hình ma thần khí tấm chắn luyện hóa lại phục dụng thánh thú chi huyết dạng này đoán chừng có thể chịu nổi hư không cổ đạo bên trong sao băng sát trận còn chưa đủ phật đế khoát tay áo nói ngươi còn cần làm một việc nếu như ta đoán không lầm chuyện này ngươi sau khi làm xong thân thể của ngươi sẽ còn cường đại chừng gấp hai đến lúc đó luyện hóa thánh thú huyết dịch đoán chừng thân thể của ngươi cường độ có thể là so thánh hoàng Chuyện gì, Giang giật tinh thần chấn động, giống như thân thể có thể đạt tới thánh hoàng tình trạng, tại phối hợp huyền thần khải cùng thần khí thần thuẫn, hắn thông qua hư không cổ đạo nắm chắc sẽ lớn hơn. Phật đế cười hắc hắc nói, cái kia chính là cùng tiểu thiện nhi viên phòng, tiểu thiện nhi là thiên lôi chân thể, loại này linh thể rất cường đại, chí ít không thua tại thập đại thần lô. Đương nhiên, cụ thể có thể cho người bao lớn chỗ tốt, tự xem người vận khí. Ách, Giang giật trợn trắng mắt, rất là xấu hổ cùng không tự tại, cái này Phật đế cùng Phật hoàng quả nhiên là phụ tử, đồng dạng quái thai, cháu gái của mình sự tình, lại trước mặt mọi người nói ra, còn nói thấu triệt như vậy. Bất quá ngẫm lại, Giang Giật vẫn còn có chút tiểu kích động đâu, hắn đây coi là không tính phụng chỉ lên giường. chương 1249, Thượng giới thần thông. Giang Giật đem huyền thần cung lấy ra ngoài tựu đứng sừng sững ở tòa thành bên ngoài trên quảng trường nhỏ, nơi này nguyên lực so bên ngoài nồng nặc gấp 10, tăng thêm huyền thần cung nghìn lần tốc độ liền là vạn lần, lại thêm chính hắn bị khốn long thảo cải tiến thân thể có gấp 10 tốc độ tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn đem đạt đến kinh khủng 10 vạn lần. 10 vạn lần là khái niệm gì? Hắn tu luyện một năm, tương đương với phổ thông võ giả tu luyện 10 vạn năm, đây cũng là toàn bộ thiên tinh giới tốc độ tu luyện biến thái nhất tồn tại, coi như chiến đế ra con em cũng không sánh nổi. Huyền đế thành nội tốc độ tu luyện gấp 10, tăng thêm cấp cao nhất tu luyện mật thất đạt tới 1.000 lần tốc độ, sở dĩ chiến ra con em tốc độ tu luyện chỉ có vạn lần, giang giật lại nhanh hơn bọn họ gấp 10. Hắn nguyên lực tu luyện đến đệ thất khỏa tinh thần, nếu như không có vào tử thần bí cảnh bên trong đến, hắn coi như tại vạn lần tốc độ tu luyện hạ cũng muốn tu luyện mấy năm, lại chỉ cần mấy tháng, hắn nguyên bản ngay tại huyền thần cung bên trong tu luyện một đoạn thời gian, giờ phút này giống như liều mạc, hẳn là có thể tại cái này trong vòng 2, 3 tháng dị biến. Đệ thất khỏa tinh thần dị biến cũng không thể để hắn thực lực có quá lớn tăng lên, bất quá đồ thần trảm uy lực khẳng định sẽ tăng lên một chút tốc độ các loại phương diện đều có thể tăng lên giang giật tiến vào huyền thần cung bên trong hắn cũng không có đi tìm y thiền viên phòng mặc dù phật đế cùng phật hoàng để hắn đi bên trên nhưng hắn cảm giác dạng này sớm tự vượt qua một bước kia có chút có lỗi với y thiền doãn nhược băng năm đó là không có cách nào hắn nghĩ hết lực tu luyện một phen nhìn xem thực lực có thể hay không có lớn đột phá nếu có nắm chắc thông qua hư không cổ đạo hắn tự ra ngoài trước liên hợp mọi người đem hình ma cùng bác đế đánh giết, lại cho y thiền doãn nhược băng tô như tuyết một cái thịnh đại hôn lễ, cuối cùng lại viên phòng. Hắn dò xét một lần giang tiểu nô phát hiện nàng còn tại chữa thương, tiểu phỉ thì tại nằm ngáy o o, y thiền cùng doãn nhược băng vẫn như cũ đang bế quan. Giang giật không có đi quấy giày các nàng, vào phòng bên trong bế quan tu luyện. Huyền thần cung cấm chế lấp lánh, bắt đầu tụ tập thiên địa nguyên khí, ở chỗ này nguyên khí như thế nồng đậm, cũng có thể để huyền thần cung năng lượng đạt được rất lớn bổ sung giang giật lấy ra hắc kim thần khí tấm chắn thưởng thức một trận nhìn thấy trên tấm chắn có hai cái nho nhỏ chữ thiên đế thiên đế thuẫn giang giật nhíu mày có thể phong hào là đế khẳng định là đại nhân vật nhưng thiên tinh giới cũng không có thiên đế truyền thuyết thiên minh tông tông chủ cũng chưa nghe nói qua gọi thiên đế hắn nhất thời có chút không biết rõ cái này thiên đế là nhân vật thế nào mặc kệ trước luyện hóa đi giang giật nguyên lực quán chú tấm chắn luyện hóa nửa canh giờ thế mà không có nửa điểm động tính, thần khí này tấm chắn căn bản là không có cách luyện hóa. Hắn con người mở ra, trầm tư một lát, vỗ đầu một cái nói, hình ma nhục thân hủy nhưng linh hồn cũng không có hủy đi, thần khí này trên tấm chắn có hắn linh hồn ấn ký, ta làm sao có thể luyện hóa đâu. Hắn vội vàng truyền tống ra ngoài, tìm tới Phật đế bọn người nghĩ biện pháp, không có thần khí tấm chắn, hắn thông qua hư không cổ đạo nắm chắc hội giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Phật đế bọn người ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Giang giật nói chuyện liền nhớ lại tới, Phật đế ba người thương nghị thoáng cái, cuối cùng thúc thủ vô sách nói ra, không có cách, một người linh hồn không chết, dấu ấn tinh thần bất diệt, nếu như là những người khác dấu ấn tinh thần còn dễ nói, chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp hủy đi, hình ma linh hồn quá mạnh. Đáng tiếc, Giang giật bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị xoay người lại, đúng lúc này bên trong căn phòng hiên đế lại truyền ra một thanh âm, cho ta xem một chút, nói không chừng ta có thể có biện pháp, hủy đi dấu ấn tinh thần của hắn. Ông, Tất cả mọi người tinh thần sáng lên, Giang giật sải bước đi đi vào, lấy ra hắc kim thuẫn bài đưa cho hiên đế. Dạ hậu cùng doãn đế nhìn xem một trận nhãn nóng, đây chính là thần khí A, bất quá hai người đảo chỉ là có chút hâm mộ thôi, dù sao không phải Giang giật các nàng đều đã chết. Hình ma là bởi vì Giang giật nhục thân mới có thể hủy đi, Thánh Hoàng không muốn thần khí này, tự nhiên muốn về Giang giật. Giang giật cũng không có tương nhượng ý tứ, như thế chỉ bảo nếu để cho người, hắn liền là ngu xuẩn, giống như hắn thần khí một đống lớn mỗi người đưa một kiện ngược lại là chút lòng thành hắn cũng mới ba kiện người đều có tự tư tính đây là bản tính của con người giang giật còn không có đạt tới thánh nhân tình trạng hiên đế cẩn thận nghiên cứu một lát rất nhanh mở mắt ra nói đem tấm chắn lưu lại đi người đi trước làm chuyện của ngươi một tháng sau cũng không có vấn đề tốt giang giật nhẹ gật đầu không trần chờ chút nào quay người rời đi trở lại huyền thần cung tu luyện nguyên lực hắn đối với hiên đế là một trăm cái yên tâm Doãn đế cùng giả dạ hậu liếc nhau có chút kinh ngạc, giang giật như thế tin tưởng hiên đế, không sợ hắn đem thần khí cho đen. Phật đế thương thế đã khá nhiều, hắn cười tủm tỉm đi tới gian phòng, nói ra, lão lăng A, xem ra ngươi tại tiểu thư kia học được rất nhiều thần thông A, lần trước cái kia tăng lên chiến lực thần thông tựu rất nhiều A, lúc nào dạy ta chơi đùa. Không có vấn đề, hiên đế rất hào phóng nói, bất quá câu nói tiếp theo lại làm cho Phật đế lật lên bạch nhãn, cái này thần thông là thượng giới thần thông, cần thiên lực mới có thể phóng thích. Tiểu thư cho ta một chút thiên lực, bất quá cũng không nhiều, ngươi có thiên lực sao, coi như ta không nói. Phật đế xám xịt đi ra ngoài, hiền đế đột nhiên gọi lại hắn, truyền âm nói: "Hòa thượng, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, giống như ngươi phóng thích loại thần thông này, hẳn là có cơ hội nghiền ép phó thương cùng hình ma. Như vậy đi, ngươi đi trước cảm mộ thoáng cái loại thần thông này, giống như ngươi có thể tại trước khi đi ra đem cái này thần thông nắm giữ, ta liền đem còn lại điểm ấy thiên lực cho ngươi một nửa." dạng này chúng ta mỗi người đều có thể phóng thích một lần thần thông giống như ngươi cảm mộ không được ngày này nguyên liền không khả năng cho ngươi tốt lão lăng chân hán tử hôm nay ta mới tính chân chính nhận biết ngươi phật đế trong mắt quang mang lấp lánh truyền âm nói lão lăng không nói nhiều về sau ngươi ta coi như chân huynh đệ quay đầu chúng ta thành huynh đệ kết bái thành huynh đệ kết bái hiên đế ngượng ngùng hít mũi một cái truyền âm nói các người người xuất gia không phải khám phá hồng trần sao còn thành huynh đệ kết bái nhận huynh đệ thiên tinh giới tao mộ đại nạn chúng ta tự nhiên đồng tâm hiệp lực tổ chim bị phá không chứng lành a à, ta cũng không phải thật hào phóng phật đế nhẹ gật đầu mặc kệ bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân chỉ ít hiên đế người này có thể kết giao không là ai đều cam lòng đem chính mình trí cường thần thông truyền thụ cho người khác thiên lực chỉ có như vậy một chút phân cho phật đế một nửa như hắn lãng phí hiên đế tự hẳn phải chết không nghi ngờ Hiền Đế truyền âm đem cái này thần thông yếu điểm truyền thụ cho Phật Đế. Cái này thần thông rất huyền ảo, không lưu loát. Trong thời gian ngắn khẳng định không thể lĩnh hội. Phật Đế đem sở hữu ảo diệu nhớ kỹ về sau. Lúc này mới gật đầu nói, quả nhiên là thượng giới thần thông, huyền diệu vô cùng a. À, hơn hai tháng thời gian, cũng không biết có thể hay không triệt để cảm ngộ. Coi như cảm ngộ, chúng ta cũng không nhất định có thể thắng. Hiền Đế trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nói, lão ma người này quá thần bí hắn lại có thần khí nữ nhi của hắn cũng còn có thần khí chiến giáp cùng nhiều như vậy thần kỳ hợp kích chiến trận, vây khốn giang giật diệt thế thiên lôi trận càng là kinh khủng. Hòa thượng A, ta cảm giác có chút không thích hợp, lần này rất có thể toàn bộ thiên tinh giới đều muốn xong đời A. Làm hết sức mình, nghe thiên ý đi, Phật đế trên mặt cũng đều là nặng nề, hắn thật dài thở dài đi ra phía ngoài, bất kể như thế nào hắn đều muốn hết sức phấn đấu một cái, vì chính mình, là y ra, cũng vì cái này thiên hạ vạn dân. Hiên đế chờ Phật đế sau khi rời khỏi đây, đóng lại cửa phòng chuẩn bị tiếp tục chữa thương, hắn ngồi xếp bằng trong mắt sáng lên một đạo quang mang, đầy mắt hy vọng thì thào, thiếu chủ thân phụ tiểu thư huyết mạch, tiểu thư xuất thân lại cao quý như vậy, duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có thiếu chủ, hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng a. À. Chương 1250, lần thứ hai thánh chiến bắt đầu. Cái này tốc độ tu luyện quá nhanh, khó trách đại gia tộc tử đệ căn bản không thèm để ý nguyên lực tu luyện huyền thần cung bên trong giang giật cảm giác nguyên lực thật nhanh tăng trưởng, sảng khoái vô cùng không thôi, trước kia hắn tại đường ra thiên cơ thuyền bên trong chỉ có nghìn lần tốc độ tu luyện, đồng dạng cảm giác phi thường thoải mái, lại so khi đó nhanh gấp trăm lần, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều có thiên địa nguyên khí tràn vào, mỗi một phiến cơ bắp xương cốt huyết dịch đều yên lặng tại nồng đậm nguyên khí bên trong bổ dưỡng, cái loại cảm giác này đừng nói có bao nhiêu sảng khoái. Đáng tiếc để thất khỏa tinh thần cần nguyên lực nhiều lắm, coi như theo cái tốc độ này xuống dưới cũng muốn hai tháng rưỡi, ta có nhiều thời gian như vậy sao? Chỉ cần thôn vệ 10 con thánh thú tinh huyết, cùng khối kia thiên đế thuẫn luyện hóa về sau, Giang giật đoán chừng liền có thể chịu nổi hư không cổ đạo bên trong sao băng sát trận. Tình huống bên ngoài ai cũng không biết thế nào, hình ma đi ra khẳng định hội trước thời gian động thủ, chỉ cần có nắm chắc Giang giật tự nhiên không thể lại kéo dài thời gian. Cứ như vậy tu luyện 5 ngày, bên ngoài cấm chế lấp lánh, Giang giật đình chỉ tu luyện truyền tống ra ngoài. Quả nhiên là Thánh Hoàng trở về, hắn mang theo một cái to lớn đại điểu, cánh cùng cước đều bị hắn đánh gãy kia như từng thanh từng thanh như đao tử mũi tên còn rơi xuống không ít ngã trên mặt đất không ngừng nghẹn ngào đây là côn bằng thú vừa mới bắt trở lại thiếu chủ nhanh hút máu tươi của nó thánh hoàng như hồng trung thanh âm vang lên mặt mũi tràn đầy mỏi mệt giang giật hiếu kỳ đánh giá vài lần nghi hoặc hỏi lòng khuất a à, đây là côn bằng thú nó không phải biết bay sao ngươi làm sao bắt trở về hắc hắc thánh hoàng nhếch miệng cười nói xúc sinh này hoàn toàn chính xác rất có thể bay bất quá nơi này không gian quá vững chắc, trọng lực cũng kinh khủng, coi như cái này côn bằng thú cũng không thể liên tục phi hành quá lâu. Ta bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo súc sinh này dòng dã bốn ngày, đem nó tươi sống mệt mỏi rất xuống mới cầm xuống. Thiếu chủ uống nhanh máu tươi của nó, ta còn muốn lập tức tiến đến vổ xuống một cái thánh thú đâu. Lão khuất, vất vả, giang giật cảm kích nhẹ gật đầu, lòng khuất khoát tay áo nói, thiếu chủ đừng nói lời này, không phải thánh chủ, chúng ta đại lục con dân đã sớm toàn bộ chết rồi, chúc chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Giang giật không còn nói nhảm, để một cái đại tù trưởng bắt lấy côn bằng đầu, hắn cầm hỏa long kiếm đối côn bằng thú trên cổ một cái vết thương đâm mấy kiếm, sau đó lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái nuốt sống côn bằng thú tinh huyết, trọn vẹn uống gần nửa canh giờ, Giang giật lần nữa bị người dơ lên đi vào, thành nội toàn bộ đại tù trưởng đã sớm tụ tập, chờ thánh hoàng sau khi đi vội vàng nắm lên côn bằng thú xuống dưới chi ăn trên đất huyết dịch lại lập tức bị thành nội đại tù trưởng hài tử tranh nhau sợ sau mút thỏa thích sạch sẽ. Thánh hoàng các loại chờ giang giật triệt để luyện hóa về sau, lần nữa lao nhanh mà đi, không có nghỉ ngơi một khắc. Trong lòng hắn giang giật đó chính là hắn tiểu chủ con, giang giật sự tình liền là thiên đại sự tình, nhất định phải toàn lực ứng phó, mệt chết đều không đủ tiếc. Cứ như vậy, giang giật ngày đêm không ngừng tu luyện, một bên chờ đợi thánh hoàng bắt thánh thú trở về hiên đế đang giúp hắn phá hủy hình ma lưu tại thiên đế thuẫn bên trên dấu ấn tinh thần phật đế thì tại tu luyện y phiêu phiêu ban cho hiên đế thượng giới thần thông doãn đế giả dạ hậu phật hoàng bọn người ngày đêm không ngừng tu luyện tranh thủ đem phù độc tận lực bước đi ra để chiến lược tận khả năng khôi phục một chút mọi người kỳ thật cũng là mượn nhờ tu luyện để cho mình không nên suy nghĩ nhiều hình ma trở về ai biết hắn có thể hay không đối mấy nhà động thủ vạn nhất động thủ mấy nhà con em sẽ toàn bộ chết hết chờ bọn hắn trở về đoán chừng gà chó đều không gặp được một cái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt hơn 20 ngày đi qua. Hình mộng huyền ngược lại là không có đối mấy nhà động thủ, mấy nhà tộc nhân rất nghe lời, toàn bộ ngoan ngoãn sắp xếp liên quân bên trong, nhẫn nhục chịu đựng. Đây là Phật Hoàng bọn hắn phái người mang về mệnh lệnh, đại chiến sắp đến, hình mộng huyền nếu là đối mấy nhà động thủ, cũng sẽ giao động quân tâm. Bất quá mấy nhà trưởng lão ngược lại là rất thông minh, bí mật để gia tộc tinh anh con em di chuyển đi tuyết vực, đi thiên ẩn tông, cứ như vậy vạn nhất gia tộc hủy diệt, chỉ ít có thể bảo tồn một chút hỏa trùng. Thú đế giám sát thiên hạ, kỳ thật cũng đã sớm phát hiện mấy nhà tiểu động tác, bất quá thú đế lại giả vờ làm như không thấy được. Hắn trong khoảng thời gian này tra ra rất nhiều gian tế, kỳ thiên thần bị tra ra được, cũng may kỳ thiên thần trước thời gian có sắp xếp, tương gia tộc đại bộ phận con em rời đi, cũng không có đưa đi vô tận sâu mà là đi tuyết vực, hồ đan ni cùng hai đứa bé cũng đi, may mắn thoát khỏi tại khó khăn bị điều tra ra sau ngày thứ hai hắc kỳ thành gặp đại quân vây giết đại chiến bạo phát hai canh giờ kỳ gia lưu thủ cường giả toàn bộ chiến tử kỳ thiên thần chém giết ba tên liên quân bán thần cuối cùng bị thú đế một chiêu đánh giết kỳ thiên thần cùng kỳ gia trưởng lão thi thể giờ phút này còn treo ở bắc đế ngoài thành để nhân tộc liên quân thấy đập vào mắt kinh hãi còn có một cái đại gia tộc cũng bị điều tra ra vẫn là một cái thượng cổ gia tộc cái kia gia tộc tộc trưởng cũng là ảnh hoàng xếp vào tại đại lục duy nhất biết rõ ràng giật thân phận ba người một trong cái này gia tộc chưa kịp chuyển di gia tộc bị triệt để hủy diệt già trẻ lớn bé hơn một vạn người bị thú đế xuất lĩnh đại quân vô tình chém giết ảnh hoàng tại đại lục khống chế ba cái gia tộc âm đế đã sớm chạy trốn kỳ gia diệt phong cái cuối cùng gia tộc vẫn lạc ảnh hoàng nhãn tuyến triệt để không còn còn có một số ẩn núp vào đây yêu tộc cũng từng cái bị đánh giết tổn thất nặng nề bị giết còn không chỉ chừng này gian tế thập đại thượng cổ thế gia một trong hiên gia cũng chính là chiếm lấy vũ gia bốn vực phía nam mấy cái kia đại vực đại gia tộc. Hiên gia tộc trưởng tựa hồ nhìn ra một chút cái gì, không muốn gia nhập liên quân cố ý rời khỏi, kết quả bị thú đế nhận lấy tình báo, hiên gia trưởng lão bị giết 10 cái, cuối cùng vẫn là hiên gia thiếu tộc trưởng hiên linh thông minh, đưa tin cho thú đế cam đoan thể sống chết hiệu trung bắc đế, tuyệt đối sẽ không có hai lòng, hiên gia mới không còn tộc phá người vong. Ngoài ra còn có mấy cái gia tộc, cũng lặng yên chuẩn bị thối lui, đều không ngoại lệ toàn bộ bị thanh tẩy, Bắc đế còn hạ chỉ công bố đại lục, tội danh liền là cùng yêu tộc cấu kết. Đường thần cơ bọn người nhất lo lắng sự tình rốt cục phát sinh Bắc đế kiếm đế thú đế hình mộng uyển mượn nhân loại nguy cơ, cùng yêu tộc đại chiến thời cơ, dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp nhân tộc liên quân, ai dám có khác biệt ý kiến, ai dám chống lại quân lệnh, kia Bắc đế ngoài thành treo đầu người, liền là kết quả của bọn hắn. Ai cũng không muốn tộc phá người vong, các đại gia tộc bán thần cường giả đều bị hợp nhất tiến quân đội, phân tán quản lý. Tại không có người dẫn đầu tình huống, không có bất kỳ cái gì một cái đại gia tộc còn dám phát ra nửa điểm thanh âm, đại thế đã mất, giờ phút này ai dám làm loạn, ai liền sẽ bị thiết huyết chân áp. Một tháng kỳ đầy, mấy ngàn vạn đại quân tề động, bắc đế mang theo kiếm đế thú đế cùng hình mộng huyền tự mình xuất trinh, truyền tống trận ngày đêm không ngừng truyền tống, ba ngày sau đại quân đều đã tới doãn đế thành, tiếp lấy trăm vạn thiên máy thuyền đằng không mà lên, trùng trùng điệp điệp, che kín trời trăng, doãn đế trên thành bầu trời tại thời khắc này đều đã mất đi nhan sắc những cái kia không rõ nội tình phổ thông thiên quân võ giả, còn có đại lục con dân lại toàn bộ hưng phấn lên. Lần này thánh chiến tụ tập toàn bộ thiên hạ nhân tộc cường giả, bác đế nói lần này bọn hắn có vạn toàn nắm chắc, nhân tộc liên quân tất thắng. Thiên tinh giới lần thứ hai thánh chiến phát động, lần này nhân tộc cùng yêu tộc đều hạ tử chiến quyết tâm, thiên tinh giới chú định nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Bác đế người mặc màu trắng chiến giáp, khí phách phong hoa, không ai bị nổi. Hắn đứng tại phía trước lớn nhất thiên cơ thuyền bong tàu bên trên, Phía sau áo choàng phần phật, hắn liếc nhìn bốn phía đếm không hết thiên cơ thuyền, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đỏ ửng, vung tay lên quát khẽ, "Xuất phát, trận chiến này không san bằng vô tận biển sâu, thề không thu binh." Chương 1251, Huyền Vũ thành phá. Một tháng, Giang giật bọn người còn không có bất luận cái gì bóng dáng, từ thần mật hải cùng toàn bộ hắc hải khắp nơi đều có bác đế nhãn tuyến, chưa bao giờ phát hiện có nửa điểm dị động. Đại lục các phương diện tình huống phản hồi, cũng không có thu được bất luận cái gì tình báo bác đế nhận định giang giật chưa hề đi ra, hoặc là căn bản là ra không được. Hình ma biết rõ hư không cổ đạo sự tình, nhưng Thánh Hoàng cũng đã nói, tử thần mật trong nước đi ra ngoài 10 cái cường giả, nhưng không có một người trở về. Sở dĩ tự liền hình ma cũng không dám theo hư không cổ đạo bên trong ra ngoài, tại đại quân xuất phát trước bắc đế hình mộng Uyển đi gặp một lần hình ma, hình ma chính mình cũng không xác định giang giật có thể đi tới. Sở dĩ lần này bác đế hình mộng Uyển tràn đầy tự tin, chỉ cần giang giật bọn hắn ra không được, nhất thống đại lục đối với các nàng tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực, sàn bằng vô tận biển sâu cũng quá đơn giản. Đại quân ngày đêm không ngừng tốc độ cao nhất tiến lên, lần này Ngao Lư không có điều động yêu tộc đại quân ở nửa đường chặn đường, thậm chí trên đường một cái yêu thú đều không có. Những cái kia cấp thấp yêu thú đều bị Ngao Lư cưỡng ép khu trục đi vô tận biển sâu phía đông, đại quân dòng dã phi hành mấy ngày, căn bản không có tao ngộ mộ một cái yêu thú. Hư, vui ở huyền Vũ Thành liền cho rằng chúng ta bắt ngươi không có biện pháp. Bác đế đùa cợt nở nụ cười, hình mộng huyền trong tay có rất nhiều thần kỳ chiến trận, năm đó tội đảo cửu long chu thần đại lục đều có thể phá mất, huyền vũ thành đại trận đối với nàng tới nói không có nửa điểm áp lực. Nửa tháng sau, đại quân đã tới vô tận biển sâu trung tâm, huyền vũ thành ngay tại biển sâu phía dưới. Bác đế trinh sát cũng xác minh, huyền vũ thành nội tụ tập vô số đại yêu, vô tận sâu hải hòa huyết giả hung trong nước đại yêu đều tụ tập trong thành, rõ ràng chuẩn bị liều chết một trận chiến. Ha ha, bác đế tự tin cười một tiếng, phất tay để trinh sát thủ lĩnh thối lui, ánh mắt của hắn tại trong khoang thuyền mấy trăm vị bán thần trên mặt đảo qua, bình tĩnh nói ra, chư vị, chúng ta đều xuống biển một chuyến đi, nhìn xem ngao lư có thể đùa ra dạng gì trò xiếc. Đi, kiếm đế thú đế đứng mũi chịu xào hướng ra phía ngoài phóng đi, rất hơn nửa thần bắn ra, đường thần cơ cùng một chút đại gia tộc tộc trưởng chỉ có thể trầm mặc đuổi theo. Ông, trăm vạn thiên máy thuyền toàn bộ quang mang lóe lên bị thu hồi, mấy ngàn vạn thiên quân ra giữa không trung chia mười con đại quân, chỉnh tề, so với lần trước rõ ràng cường đại hơn nhiều, chỉ ít sát khí trên người tựu cường đại mấy phần. Xuống biển, bắc đế chợt quát một tiếng, mấy ngàn vạn đại quân có đầu không sợi thô hướng bốn phương tám hướng bay vụt mà xuống, toàn bộ phóng thích thần thuẫn hướng dưới biển vào tới. Một khắc này tràng diện dị thường rộng lớn, biển cả bốn phía rơi xuống nước lên ngập trời bọt nước, kinh thiên sóng biển hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, cuồng phong tàn phá bừa bãi, nước biển lăn lộn, thiên địa rung động. Vô tận biển sâu chỗ sâu nhất, to lớn huyền vũ thành đứng sừng sướng ở đáy biển yên tĩnh, không có một tia động tính cùng thanh âm. Bên ngoài một nửa hình tròn hình to lớn màn hào quang đem chọn tòa thành trì đều bao phủ đi vào, thành nội lờ mờ có thể thấy được vô số đại yêu lạnh lùng đứng tại trên quảng trường, trên đường phố, tòa thành phía trên, đồng dạng đằng đằng sát khí, nhìn vô tận nhân tộc đại quân vào tới, đem toàn bộ huyền vũ thành vây quanh. Hưu, bác đế mang theo mấy trăm tên bán thần chậm rãi bay tới, bọn hắn mặc dù đều mở ra thần thuẫn, nhưng bốn phía phương viên ngàn trượng nước biển đều bị tự động ngăn cách bác đế ánh mắt khóa chặt phía dưới đại yêu cười nhạt một tiếng trầm giọng nói ra ngao lư giang giật đi ra đánh một trận đi phía dưới không có một tia động tính vô số thiên quân giờ phút này nhưng căn bản không có để ý ngao lư cùng giang giật cũng không có đi xem những cái kia đại yêu mà là đầy mắt cực nóng nhìn chằm chằm huyền vũ thành bởi vì trong thành trì tòa thành toàn bộ đều là thiên thạch thành lập một tòa lớn như thế thành trì trong này còn có bao nhiêu thiên thạch cùng bảo vật huyền vũ thành một khi phá, lần này đại chiến có thể còn sống sót người, khẳng định hội phân đến một nhóm to lớn mức thiên thạch, hậu thế mười thế đều có thể ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Xa xa xa, huyền vũ bên ngoài cửa cung, một cái tóc lục lão giả rốt cục chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng ở trên không bác đế bọn người đảo qua, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, lạnh giọng nói ra, võ thương. Ngươi là mở mắt nói lời bịa đặt sao giang giật mấy tháng trước liền đi hắc hải nghĩ cách cứu viện Phật đế bọn người, việc này ngươi nhất thanh nhị sở a à, ngươi cùng thiên minh tông tông chủ làm những sự tình kia có muốn hay không ta từng cái từng cái nói ra ngươi luôn miệng nói ta cùng giang giật là chủ sử sau màn nếu như chúng ta thật là phía sau màn hắc thủ cái thứ nhất muốn giết cũng không phải là chiến đế mà là ngươi chiến đế là ngươi cùng thú đế kiếm đế hình mộng huyền liên thủ xử lý a à. soạt ngao lưu gây nên nhân tộc đại quân một mảnh rối loạn tin tức này quá có lực rung động nhất là đối với đường thần cơ bọn người lực trùng kích lớn hơn Bọn hắn những lão gia hỏa này vốn là cảm thấy không đúng, như bác đế cùng thiên minh tông thật là chủ sử sau màn, như vậy việc này tự chơi lớn rồi, toàn bộ thiên tinh giới đem vạn kiếp bất phục. Ha ha ha, bác đế ngửa mặt lên trời cười to, hình mộng huyền trên mặt cũng lộ ra vẻ đùa cợt, bác đế trọn vẹn cười mười hơi thời gian, lúc này mới lớn tiếng nói ra, ngao lư, sắp chết đến nơi còn muốn bị cắn ngược lại một cái các ngươi tại Đông Hoàng Đại Lục ẩn núp gian tế toàn bộ bị bắt, chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ bằng ngươi mấy câu liền muốn loạn quân ta tâm từ xưa nhân tộc yêu tộc bất lưỡng lập, thời kỳ thượng của các người yêu tộc giết chết chúng ta bao nhiêu nhân tộc các ngươi cấu kết nhân tộc bại hoại tội đảo gian tế. Hại chết chúng ta bao nhiêu đồng bào các ngươi một lòng nghĩ khôi phục thời kỳ thượng của các người yêu tộc vinh quang, nghĩ chiếm lấy đông hoàng đại lục, ta nhưng có nói sai. Ha ha, Ngao Lư lắc đầu cười nói, nhiều lời vô ích, bản tỏa cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, công bằng tự tại tâm ta, toàn bộ yêu tộc nghe lệnh, giết. Giết, huyền vũ thành nội mấy ngàn vạn yêu tộc bạo hống, toàn bộ bắn ra, trực tiếp bắn ra màn hào quang bên ngoài. Mà tại lúc này cả tòa huyền vũ thành đều phát sáng lên, sở hữu thiên thạch kiến tạo tòa thành đều tản mát ra vạn trượng quang mang, tiếp lấy phía ngoài màn hào quang đột nhiên mở rộng, đem phương viên vạn lý đều bao phủ đi vào, cũng đem nhân tộc mấy ngàn vạn liên quân bao phủ đi vào. Ừ, nhân tộc cường giả rất nhanh phát hiện vấn đề, tại cái này màn hào quang bên trong bọn hắn nguyên lực lưu chuyển lại chậm mấy phần, chiến lực nghiêm trọng bị áp chế, mà yêu tộc tốc độ lại đột nhiên nhanh thêm mấy phần. Ngao lư đại trận này đoạt thiên địa chi tạo hóa, phi thường thần kỳ, khó trách lần trước hắn nói tại huyền Vũ Thành khai chiến, nắm chắc thắng lợi hội lớn hơn mấy phần. Hừ, hình mộng huyền cười lạnh, khẽ kêu một tiếng, bày trận. Hiu hiu hiu, nàng lần này mang theo không phải 9 tên bán thần, mà là dòng dã 49 tên bán thần. Thiên Minh Tông ẩn tàng bán thần cường giả bị toàn bộ mang ra ngoài, 49 tên bán thần dựa theo lần trước kỳ dị trận pháp phát động hình mộng huyền trong tay bắn ra một đạo kinh khủng điện xà, thoáng cái chui vào màn hào quang bên trong. Toàn bộ màn hào quang trong nháy mắt vỡ ra đạo đạo khe hở, tựa hồ sau một khắc liền muốn bạo liệt. Phá, bác đế trong tay lấp lánh ra một cái trường đao màu đen, thanh trường đao kia khí tức hãi nhiên, phía trên lưu quang du tẩu, phù văn lấp lánh, đúng là một thanh thần khí hắn vung vẩy thần khí trường đao đột nhiên bổ ra một đạo kinh thiên vạn trượng đao mang đập vào bên ngoài màn hào quang phía trên vốn là tràn ngập nguy hiểm đại trận thoáng cái sụp đổ triệt để tan vỡ thần khí đường thần cơ hiên gia tộc trưởng hiên thần bọn người liếc nhau nội tâm chấn động không thôi thiên tinh giới lúc đầu chỉ có hai thanh thần khí lại hết lần này đến lần khác xuất hiện thần khí trong này không có quỷ ai cũng không tin tưởng giết bác đế trường đao vung lên trên thần khí thế cuồng bạo mà ra một sát na kia ở giữa hắn tựa như một tôn vô địch thần để cho nhân tộc liên quân cường đại lòng tin, có bác đế tại trận đại chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Bác đế là cửu tinh cường giả, có được thần khí chiến đao, chiến lực nhưng so sánh chân thần, cái này thiên hạ ai còn có thể là đối thủ của hắn. Các người còn chưa động thủ, đại quân cuồng dũng tới, đường thần cơ bọn người lại không động, bác đế lạnh lùng nhìn lướt qua tới, lạnh giọng nói ra trận chiến này quan hệ đến nhân tộc tồn vong, ai dám e sợ chiến, loạn quân ta tâm, giết chết bất luận tội Giết, đường thần cơ bọn người không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng hướng yêu tộc đại quân phóng đi, đại chiến thảm liệt bạo phát, huyền vũ thành biến thành say thịt tràng. chương 1252, Giang Giật, báo thù cho ta. Không có đại trận, nhân tộc võ giả chiến lược lập tức không có bị áp chế, yêu tộc cũng không có chiến lược tăng phúc, sở dĩ chiến cuộc rất rõ ràng. Lần trước yêu tộc cũng không phải là nhân tộc đối thủ, lần này nhân tộc mặc dù ít một chút tà đế, nhưng nhiều thiên minh tông hơn 10 vị bán thần, tăng thêm bác đế trong tay cái kia thanh thần khí chiến đao, để nhân tộc bên này sĩ khí đại trấn, tình thế một mảnh đảo, yêu tộc bị đè lên đánh. Mặc dù như thế, yêu tộc bên này vẫn không có tan tác, ngược lại càng đánh càng hăng, giết đỏ cả mắt. Sở hữu yêu tộc đều phi thường tinh tường, đã mất đi huyền vũ thành, đã mất đi vô tận biển sâu, yêu tộc không còn có nơi an thân, tất cả đại yêu đều sẽ bị nhân tộc liên quân truy sát đến chết, cuối cùng lần nữa trở về hơn 70 vạn năm huyền đế huyết tẩy yêu tộc cục diện. Sở hữu đại yêu, yêu hoàng bọn họ đều liều mạng, hoàn toàn không sợ tử thương, cho dù chết cũng muốn mang theo nhân tộc chết theo. Yêu hoàng bọn họ nhao nhao đối mặt nhân tộc bán thần, mà lại chuyên tìm vũ gia kiếm ra đồ ra cùng thiên minh tông bán thần liều mạng. Đây là ngao lư ra lệnh, muốn giết cứ giết kẻ cầm đầu, coi như yêu tộc diệt vong cũng không thể để thiên minh tông bắc đế dễ chịu. Ngao, ngao lư biến trở về bản thể, cái kia thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới, trên móng vuốt xuất hiện bốn cái hiện ra lãnh quang xích sắt, kia là huyền đế năm đó dùng để trói buộc hắn xích sắt, mặc dù bị huyền đế chặt đứt, nhưng cũng là cường đại cổ khí một trong. Hắn lần này cũng không có đi tìm Bắc đế liều mạng, cũng không có đi tìm hình mộng huyền, mà là như một tòa thành lâu đài sông vào Bắc gia đổ ra kiếm ra bán thần trong đám, Bắc đế có thần khí, hắn khẳng định không phải là đối thủ, không bằng giết nhiều mấy cái mấy nhà bán thần. Ảnh Hoàng cũng động, Tốc độ của hắn quá nhanh, đồng dạng chiến thuật, căn bản không cùng cường giả đối mặt. Chiến thuật du kích, chuyên cầm quả hồng mềm động thủ. Dù sao hắn vọt vào trong đám người, tốc độ nhanh như vậy, bắc đế nếu muốn giết hắn, khẳng định hội ngộ thương người một nhà. Lần này thế mà không nhìn thấy hắc thần cùng thiên thiên, cũng không biết hai người là ẩn núp đi không có động thủ, vẫn là đã bị ngao lư đưa tiến. Bất quá nhiều các nàng đối với chiến cuộc cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dầm dầm dầm, suy suy a à ngao ngao khắp nơi đều là tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng la giết chấn thiên. Mỗi thời mỗi khắc đều có yêu tộc cùng nhân tộc chết đi, tiên huyết đã sớm đem phụ cận hải vực nhuộm đỏ. Huyền Vũ Thành màn hào quang không có phá thời điểm, bốn phía có chút mịt mờ sáng ngời, phá ngược lại sáng lên, khắp nơi đều là công kích ánh sáng lóng lánh, đem bốn chu hải vực chiếu lên sáng như tuyết. Nước biển kịch liệt lăn lộn, phía dưới Huyền Vũ Thành thỉnh thoảng có tòa thành bị oanh bạo, lúc đầu xinh đẹp thành trì trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi đều là nhân tộc cùng yêu tộc chân cụt tay đứt, liếc nhìn lại nhìn thấy mà giật mình. Ngao lư, đi lên đánh với ta một trận, bác đế nguyên bản sừng sững ở phía trên, thờ ơ lạnh nhạt chiến sự, sợ đường thần cơ bọn người không xuất lực, lâm trận phản chiến, còn có sợ giang giật đột nhiên xuất hiện đánh lén. Giờ phút này cũng không dám coi lại, ngao lư quá mạnh, tiếp tục nữa sợ là mấy nhà bán thần cùng trưởng lão đều muốn bị giết sạch, hắn thân thể lóe lên hướng ngao lư phóng đi, đồng thời giống giận toàn bộ thối lui. Ngao Lư nhìn cũng không nhìn bác đế một chút, của bốn cái to lớn dây xích sắt đem một tên bán thần cuốn lấy, cái này dây xích sắt quá kiên cố, kia bán thần không ngừng phóng thích công kích, nhưng lại căn bản là không có cách chặt đứt, chỉ có thể trơ mắt bị trói buộc hướng Ngao Lư kéo đi. Suy suy, bác đế trong tay thần khí chiến đao sáng lên, hung hăng đối Ngao Lư đánh xuống, nhưng Ngao Lư thân thể nhất chuyển, chuẩn bị tiếp cận phía sau lưng xác rùa đen ngạnh kháng cái này một cái cường đại công kích. Chính mình dùng to lớn rùa đen đầu đột nhiên đối bị kéo tới bán thần thần thuẫn đánh tới ầm um, cái này thần thuẫn bị ngao lư va chạm lập tức quang mang tối sầm lại rõ ràng có chút không chống nổi cũng may đằng sau bắc đế công kích đến to lớn đao mang đột nhiên đánh vào như đại sơn xác rùa đen bên trên ngao lư cùng tên này bán thần bị hung hăng đập bay ra ngoài xác rùa đen bên trên vỡ ra đạo đạo khe hở kia khe hở còn hướng bốn phương tám hướng dạn nứt mà đi Hùng tàn đường thần cơ bọn người nhìn lướt qua đập vào mắt kinh hãi bắc đế đạt được thanh này thần khí chiến đao lực công kích tăng trưởng ít nhất có gấp đôi hắn cảm mộ cửu kinh đạo văn là không gian giam cầm chỉ là phụ trợ tính đạo văn sở dĩ lực công kích cũng không hung tàn giờ phút này lực công kích lại đuổi sát chiến đế đoán chừng so chiến đế còn muốn hung tàn mấy phần oanh ngao lư cùng cái kia bán thần cùng nhau bị nện hướng về phía xa xa một tòa đáy biển thạch phong kia thạch phong bị chặn ngang đụng gãy đáng thương cái kia bán thần lúc đầu thần thuẫn liền muốn bạo liệt giờ phút này bị va chạm triệt để bạo liệt sau đó bị ngao lư thân thể to lớn ép thành thịt nát hưu, ngao lưu thân thể rất nhanh lại bay vụt mà đến, bất quá cũng không có hướng bắc đế bên này vào tới, mà là xông vào nhân tộc trong đại quân. Kề bên này đều là bắc đế gia tộc thiên quân cường giả, ngao lư quơ xích sắt như tử thần liêm đao, vẻn vẹn mấy tức thời gian tự có gần ngàn thiên quân bị hắn xích sắt thẻ thành thịt nát. Lão ô quy, người đường đường yêu tộc đại đế, cũng biến thành như thế không có tiền đồ chỉ có thể cầm những này cấp thấp võ giả xuất khí. Bắc đế nổ bắn ra mà đến, một cái tay khác múa, ngưng tụ không gian giam cầm đạo văn lần này hắn chuẩn bị trực tiếp giam cầm ngao lư sau đó triệt để chém giết chiến sự đến tình trạng như thế giang giật còn không có xuất hiện điều này nói rõ hắn khẳng định còn không có xuất hiện cũng có khả năng vĩnh viễn không ra được nhưng mà ngay tại hắn không gian giam cầm sẽ ngưng tụ thành công lúc hắn đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một đạo nguy cơ hắn thần thức quét qua nhìn thấy một đạo hàn quang bắn thẳng đến mà tới ảnh hoàng nhìn thấy ngao lư gặp nạn tới hộ giá không biết sống chết, bác đế ngừng ngưng tụ không gian giam cầm đạo văn, trở tay đối ảnh hoàng đột nhiên đánh xuống một đao. Một đạo dài đến vạn trưởng kinh thiên đao mang xuất hiện, tốc độ kia quá nhanh quá nhanh, ảnh hoàng công kích trực tiếp bị đánh tan, chờ hắn muốn trốn tránh lúc, nhưng căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao mang bổ vào trên thân thể của hắn, cuối cùng thân thể của hắn bạo thành huyết vụ. Không chỉ là ảnh hoàng, đầu này thẳng tắp bên trên nhân tộc võ giả, còn có yêu tộc võ giả bị đao mang bổ chúng toàn bộ thân thể trở nên vỡ nát, thần khí chi uy không thể chống cự, còn lại là cửu tinh cường giả toàn lực thôi động thần khí. Hưu, bác đế lãnh mâu quét qua, lần nữa hướng ngao lư đuổi theo. Nhưng chờ hắn đuổi kịp ngao lư, muốn phóng thích không gian giam cầm lúc, lại có hai cái yêu hoàng chiều hắn vào tới. Lần này cái này hai cái yêu hoàng trực tiếp tại thân thể của hắn phụ cận nghĩ tự bạo, bác đế không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ công kích ngao lư, vận dụng thần khí đánh giết hai cái yêu hoàng. Cứ như vậy, bác đế lần lượt truy sát Ngao Lư, lại lần lượt bị yêu hoàng bọn họ kéo. Những này yêu hoàng đều điên rồi, hoàn toàn không sợ chết, mục đích chỉ là để Ngao Lư giết nhiều một chút vũ ra con em. Ngao Lư lực công kích mạnh hơn bọn họ quá nhiều, chỉ cần tại hắn trong phạm vi công kích, thiên quân trực tiếp chém giết, bán thần trốn không nhanh cũng chỉ có một con đường chết. Bác đế nhìn xem con em nhà mình từng cái chết đi, giận không thể nghỉ, nhưng hắn lại lần lượt bị cuốn lấy, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ quát khẽ, mộng uyển tiểu thư giúp ta kéo ngao lư, ngao ngao lư nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy hình mộng uyển cùng thiên minh tông người mấy cái bán thần vào tới, hắn không chỉ có không có tránh né, ngược lại gầm thét hướng mọi người phóng đi, hắn to lớn trong đôi mắt đều là băng lãnh cùng kiên quyết, thấy hình mộng uyển thân thể mềm mại run lên, không tốt, bày trận, hình mộng uyển nhìn ra có cái gì không đúng, lập tức ngừng tiến lên khẽ kêu. Bên người nàng mấy chục tên bán thần lập tức vây quanh nàng đứng một vòng tròn, sau đó một quang cháo tại các nàng bốn phía lấp lánh mà ra, đây là phòng ngự đại trận, lần trước hình mộng huyền tự dùng đại trận này chặn giang giật đồ thần chảm. Ha ha, trận này có thể đỡ nổi, ngao lư mở cái miệng rộng đùa cợt nở nụ cười, nó thân thể sáng lên bạch quang chói mắt, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người nó lan tràn ra, kinh động đến toàn trường. Bác đế quét qua sắc mặt đại biến, giống giận, toàn bộ né tránh, ngao lư muốn tự bạo. Oanh, bạch quang càng ngày càng trướng mắt tiếp lấy ngao lư thân thể biến mất không thấy cuối cùng biến thành một đạo bạch quang tại hình mộng Uyển bọn người phía trước tự bảo tất cả mọi người giờ khắc này mù cũng mất thông bất quá một khắc cuối cùng ngao lư gầm lên giận giữ âm thanh tiếng vọng tại tất cả mọi người cùng yêu tộc trong đầu giang giật báo thù cho ta chương 1253, nghìn thắng đại đế vô số yêu vương yêu đế yêu hoàng toàn bộ trầm hống trong nháy mắt đó tất cả nhân tộc cường giả đều bị cái này kinh thiên bạo tạc cùng yêu tộc bạo giống chấn choáng rất nhiều nhân vọng lấy kia một đạo trướng mắt bạch quang cảm giác linh hồn chỗ sâu nhất đều đang run rẩy một cái sống hơn 70 vạn năm yêu tộc đại đế tự bạo uy lực này sẽ có bao nhiêu đại oanh một cố kinh khủng bạo tạc sóng xung kích theo ngao lư bạo tạc trung tâm hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi trong nháy mắt đem phương viên ngàn trượng sở hữu nhân tộc bao phủ đi vào ngao lư đã sớm chuẩn bị tự bạo để rất nhiều yêu tộc đều sớm thoát đi, sở dĩ lần này khổ nhất ép là nhân tộc, mà kia phụ cận gần như đều là vũ gia đồ ra cùng thiên minh tông người. Bành, hình mộng uyển bọn người phía ngoài màn hào quang không có ngoại ý muốn bạo liệt, toàn bộ người đều bị sung kích đụng bay ra ngoài, hình mộng uyển phía ngoài thần khí chiến giáp hiển hiện, cũng không nhận được tổn thương nghiêm trọng, chỉ là nội tạng bị chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi. Sau lưng nàng bán thần lại khổ bức, ít nhất có 15 tên bán thần thần thuẫn trong nháy mắt bị xé nứt, sau đó thân thể bị xé nát. Xa xa bán thần tốt đi một chút, nhưng cũng có hơn 10 người bán thần thần thuẫn phát nổ, toàn thân máu thịt be bé bét, như phá bao tải bị xung kích ra ngoài, cũng không biết sống hay chết. Bên này vũ ra cùng đồ ra người thảm hại hơn, hai nhà ở chỗ này ít nhất có hơn 20 tên bán thần, còn có rất nhiều bốn ngũ tinh trưởng lão cùng quân đội, cộng lại hẳn là vượt qua 5.000 người, nhưng bạo tạc qua đi cái này 5.000 người toàn bộ biến thành thịt nát, không có người nào sống sót. Còn có xa xa thiên quân võ giả, cùng không kịp đào tàu cấp thấp yêu tộc, cũng từng mảnh từng mảnh bị rào sát, ngao lưu cái này nhất bạo nổ ít nhất để mấy vạn nhân tộc cùng yêu tộc chôn cùng hắn, trong đó còn có mấy chục tên bán thần, hắn cái này chết một lần cũng coi như đáng giá. Đại đế, vô số yêu tộc còn tại không ngừng gầm thét, ngao lư chết một lần sở hữu yêu tộc đều triệt để tuyệt vọng, không còn có kỳ tích xuất hiện, không ai có thể cứu vớt yêu tộc. Bọn chúng sớm muộn đều là chết, có một cái yêu hoàng trên thân lập tức lóng lánh bạch quang, sau đó hướng đám người dày đặc nhất địa phương phóng đi. Oanh, lại một cái yêu hoàng tự bạo, mang theo gần vạn nhân tộc quân đội chôn cùng hắn. Cái này yêu hoàng một tử bạo, trong nháy mắt chọc tổ ong vò vẽ, toàn bộ đều học theo, rất nhiều yêu đế yêu hoàng liều mạng hướng đổ ra vũ ra kiếm ra thiên minh tông bán thần cùng võ giả phóng đi, ngược lại đều là chết, cũng không thể để bọn hắn dễ chịu. Kết quả là, vô tận trong biển sâu phát sinh vô cùng hùng vĩ một màn, đếm không hết yêu tộc liều mạng hướng mấy nhà quân đội cùng võ giả phóng đi, trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, gặp được nhiều người địa phương tự tự bảo. Âm 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 âm, tựa như ngòi nổ bị nhen lửa, khắp nơi đều là bạo tạc, mấy ngàn vạn yêu tộc giờ phút này còn lại đại khái hai ngàn vạn, kết quả cái này hai ngàn ít nhất có ngàn vạn tự bảo. Mười triệu yêu tộc tập thể tự bảo đó là dạng gì chàng diện một màn này chỉ sợ những cái kia may mắn sống sót nhân tộc cường giả, cả một đời cũng sẽ không quên. Mã lạc qua bích, bác đế thú đế kiếm đế muốn tự tử đều có, nhà bọn hắn tộc nhân tử thương nghiêm trọng nhất, lần này bọn hắn gia tộc tộc nhân cùng phụ thuộc bọn hắn gia tộc quân đội, cộng lại ít nhất có 6-700 vạn, mấy nhà cường giả quân đội gần như đều dốc toàn bộ lực lượng, nhưng một vòng này bạo tạc phía dưới, ba nhà người ít nhất chết đi 500 vạn trở lên. Bắc đế cô thần khí trường đao, liên miên không dứt công kích, chém giết những cái kia muốn tự bạo yêu tộc. Đáng tiếc ngắn như vậy thời gian hắn có thể giết bao nhiêu hắn cuối cùng chỉ có thể chém giết gần vạn yêu tộc, trong lỗ tai của hắn đều là tiếng oanh minh, tiếng nổ một mực không có đình chỉ qua. Một hồi lâu sau, toàn bộ vô tận biển sâu rốt cục bình tĩnh lại, ngoại trừ sợ hãi đào tẩu gần ngàn vạn yêu tộc bên ngoài. Còn lại yêu tộc toàn bộ tự bạo, yêu hoàng gần như toàn bộ ngã xuống, ngao lưu chiến tử, yêu tộc triệt để bị trọng thương, không có mấy chục vạn năm mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Nhưng mà, bác đế bọn người thần thức bốn phía liếc nhìn một lần lại mặt mũi tràn đầy cay đắng, nhân tộc đại quân 50 triệu, còn lại không đến một nửa, mà lại bán thần tử thương thảm trọng, ba nhà bán thần còn lại không đến mấy người, tự liền thú đế nhi tử thú hoàng đều đã chết. Hình mộng huyền mặc một bộ hoa lệ chiến giáp, khóe miệng còn có tiên huyết tràn ra, để nàng xem ra có một loại biệt dạng thêm mỹ. Giờ khắc này nàng ánh mắt cũng mông lung, nhìn qua phiêu phù ở trong biển vô số chân của tay đứt, nhìn qua bị máu tươi nhiễm đỏ hải vực, nàng lau đi khóe miệng tiên huyết, lộ ra một tia phức tạp nụ cười, tựa hồ đang hoài nghi mình làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Thắng sao rốt cuộc thắng sao, một tên tiểu gia tộc tộc trưởng may mắn sống tiếp được, hắn nhìn qua như như địa ngục chiến trường, thất thần thì thào, làm sao ta cảm giác không thấy nửa điểm thắng lợi vui sướng dạng này thắng đến cùng có ý nghĩa gì. Hạo kiếp, đường thần cơ không có chết, thậm chí đường ra bán thần cũng không có bị tổn thất quá lớn, bởi vì người của đường ra căn bản cũng không có đối yêu tộc giết đến quá ác, yêu tộc cũng không có tìm bọn hắn tự bảo. Hắn giờ phút này nhắm mắt lại không đành lòng xem bốn phía thảm kịch, giờ khắc này hắn đột nhiên có loại hiểu ra hạo kiếp hai lần thánh chiến chết đi nhiều người như vậy, nhân tộc cường giả tử thương hơn phân nửa, bản thân cái này liền là một trận hạo kiếp A. À. Đúng vậy, chúng ta thắng, nhân tộc thắng, chúng ta thành công hủy diệt yêu tộc. Hôm nay sở hữu suốt chiến người đều là anh hùng, các người sẽ vĩnh viễn bị lịch sử cùng hậu đại ghi khắc, các người là nhân tộc sở hữu trả giá đều sẽ ghi vào sách sử, lưu danh vạn thế. Bác đế quát khẽ tiếng vang lên, hắn rõng rạc nói ra, chúng ta thành công vượt qua hạo kiếp, bảo vệ nhân tộc, bảo vệ người nhà của chúng ta, gia viên của chúng ta. Yêu tộc sẽ không bao giờ lại làm hại nhân gian, bất quá, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc, mời mọi người nhặt lại ý chí chiến đấu, chúng ta địch nhân lớn nhất giang giật, giờ phút này ngay tại tuyết vực. Còn có vô số phản tạc ẩn núp đi tuyết vực, không đem giang giật đánh giết, nhân tộc vĩnh viễn không thể yên ổn, chúng ta còn có trận chiến cuối cùng, mời toàn bộ các chiến sĩ giữ vững tinh thần, quét dọn chiến trường. Mặt khác, huyền vũ thành nội sở hữu thiên thạch cùng bảo vật, sẽ luận công hành thường, toàn bộ phân phát cho đại gia Hoa vô số thất thần nhân tộc quân sĩ bị bác đế mấy lời nói giật mình tỉnh lại. Nhất là cuối cùng mấy câu, càng làm cho toàn bộ mắt người mắt sáng lên tinh thần đại chấn. Toàn bộ người đều không suy nghĩ nhiều, tại kiếm đế thú đế bọn người chỉ huy hạ quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Đồng thời đem chọn tòa huyền vũ thành đều phá hủy, đem kia vô số thiên thạch đều thu thập lại, chờ đợi trở về luận công hành thường. Ha ha, đường thần cơ cùng hiên gia tộc trưởng liếc nhau một cái, hai người đều nở nụ cười khổ, Vừa mới đại chiến chết đi nhiều người như vậy, bắc đế lại muốn giật dây những người còn lại đi chịu chết sao? Tuyết vực có hơn ngàn cái thượng cổ trùng tộc, bán thần cũng có rất nhiều, các loại cùng tuyết vực liều lên một trận về sau. Đại lục võ giả còn có thể còn lại bao nhiêu đại quân đi một lần tuyết vực khẳng định hội máu chảy thành sông, giết nhiều người như vậy, đến cùng có ý nghĩa gì? Giờ khắc này, đường thần cơ cùng rất nhiều lão gia hỏa nội tâm đều hiện lên một cái thật sâu nghi hoặc ấn tình huống, bác đế muốn nhất thống thiên hạ dễ như trở bàn tay. Đã như vậy hắn vì sao còn muốn phát động đại chiến chẳng lẽ hắn muốn cho đại lục nhân tộc triệt để chết hết sao các loại, chờ, nhân tộc triệt để chết hết, hắn coi như trở thành nhân tộc đại đế lại có gì ý nghĩa. chương 1254, ta tin tưởng hắn có thể trở về. Huyền Vũ Thành chiến dịch đã kết thúc, đại quân vẫn còn không có rời đi. Bởi vì trốn có ngàn vạn hải yêu, có rất nhiều yêu đế, mà lại bốn phía bị yêu tộc khống chế đại lục cũng muốn thanh lý, đã thắng tự nhiên muốn thừa thắng truy kích, triệt để đem yêu tộc địa bàn cầm xuống. Bác đế bọn người tỏa chấn tại vô tận biển sâu phía trên, phân biệt điều động đại quân bốn phía công kích, đường thần cơ bởi vì chủ quản hậu phương, sở dĩ chiến lợi phẩm hắn dẫn người thu thập. Còn có 108 cái yêu hoàng động thiên phúc địa bên trong cũng có vô số thiên thạch cùng bảo vật. Bác đế ý tứ, toàn bộ bảo vật đều mang đi, một điểm cũng không được còn lại, đến lúc đó sau khi trở về luận công hành thường. Đại chiến tin tức dùng đặc thù đưa tin thủ pháp truyền về đông hoàng đại lục, đại lục sôi trào, người người vui mừng khôn xiết chúc mừng vượt qua hạo kiếp, nhân tộc đại thắng. Yêu tộc triệt để diệt phong, nhân tộc đem sẽ không lại bị uy hiếp, đời đời kiếp kiếp có thể an cư lạc nghiệp, sẽ không bao giờ lại sợ nửa đêm lúc ngủ bị đột chi mà đến yêu tộc xé rách thành phấn vụn. Đương nhiên cũng có rất nhiều người yên lặng tụ tập tại thành trì trên quảng trường, là chết đi nhân tộc dũng sĩ chiêu hồn, tế điện. Hai lần thánh chiến nhân tộc cường giả chết đi gần nửa, cái này một hai năm đến nhân tộc cũng chết đi vượt qua mấy tỷ người, đây tuyệt đối là hơn 70 vạn năm qua, nhân tộc chết đi nhiều nhất Hạo Kiếp. Về sau một đoạn thời gian, tin chiến thắng không ngừng truyền về, yêu tộc khống chế đại lục từng cái bị công chiếm, từng cái bị thu phục, nhân tộc cương vực mở rộng. Dựa theo cái này tình thế xuống dưới, Thiên Tinh giới tất cả địa vực cuối cùng đều sẽ bị nhân tộc đại quân chiếm cứ, ngoại trừ Tuyết vực bên ngoài, toàn bộ Thiên Tinh giới cũng sẽ ở nhân tộc đại quân trong khống chế. Một cái tin tức ngầm cũng bắt đầu ở Đông Hoàng trong đại lục lưu truyền nhân tộc bại hoại, gian tế giang giật giờ phút này ngay tại tuyết vực. Hắn khống chế toàn bộ tuyết vực, còn có nhân tộc rất nhiều gian tế đều đi tuyết vực, chuẩn bị dựa vào tuyết vực lực lượng cùng nhân tộc chống lại, cuối cùng công chiếm Đông Hoàng Đại Lục, nhất thống thiên tinh giới. Giang giật, báo thù cho ta, Ngao Lư tự bảo trước câu nói kia, truyền về Đông Hoàng Đại Lục, cái này triệt để xác nhận Giang giật cùng Ngao Lư cấu kết truyền ngôn. Giang giật thanh danh thúi hơn, biến thành một cái tội ác tài trời đại ma đầu, rất nhiều gia đình còn cần giang giật cái tên này, hù dọa những cái kia không nghe lời tiểu hài. Sau năm ngày, vô tận biển sâu truyền tới một tin tức xấu, yêu tộc Dương Nghiệt ẩn núp đi ám sát, tổ chức một lần máu tanh báo thủ chi chiến. Nhân tộc bị đánh chết ít nhất trăm vạn người, tụ liền nhân tộc liên minh phó minh chủ đường gia tộc trưởng đường thần cơ đều bị trọng thương, nửa người bị tạc đoạn, giờ phút này hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết. Bác đế nổi giận điều động kiếm đế thú đế truy kích yêu tộc Dương nghiệt, cũng để người của đường ra đem sâu trở về một hơi đường thần cơ đưa về đại lục tĩnh dưỡng. Mặc dù đường ra có đỉnh cấp linh dược có thể giúp đường thần cơ chữa trị hai chân, khôi phục chiến lực, nhưng không có thời gian nửa năm khẳng định không cách nào khôi phục lại. Đường thần cơ không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm phó minh chủ, bắc đế chỉ có thể hủy bỏ chức vụ của hắn, để hiên gia tộc trưởng thượng vị. Nhưng hiên gia tộc trưởng ở bên ngoài tiêu diệt toàn bộ yêu tộc dư nghiệt, đang đuổi trở về nửa đường trùng hợp bị phục kích thụ thương, mặc dù không có đường thần cơ thảm như vậy, nhưng nghe nói không khôi phục 2-3 tháng, căn bản là không có cách khôi phục bát tinh chiến lực. Bác đế chỉ có thể lại tìm mặc gia tộc trưởng, mấy cái ẩn thế đại tông tông chủ, nhưng cả đám đều từ chối nói tiếng nhìn không đủ, không đủ để đảm nhiệm phó minh chủ. Cuối cùng bác đế dứt khoát không chọn, trực tiếp đem cái này vị trí trống không, để con của hắn võ hoàng quản lý hậu phương công việc. Mười ngày sau, bác đế xuất lĩnh đại quân khải hoàn hồi chiều, công tác tảo thanh đã tới kết thúc rồi. Yêu tộc đại bộ phận dư nghiệt bị đánh giết, còn có một số nhỏ tùy ý phái mấy cái bán thần cùng mấy trăm vạn đại quân thanh lý mấy tháng liền có thể triệt để kết thúc. Lớn như vậy huyền vũ thành biến mất, thành nội tất cả thiên thạch cùng bảo vật đều bị lấy sạch, 108 yêu hoàng động phủ cũng bị rời trống, còn có vô số yêu tộc đại tộc cứ điểm đồng dạng bị dọn dẹp, mang về vô số thiên thạch cùng bảo vật. Lần này may mắn kiếm về một cái mạng đám võ giả toàn bộ phấn chấn không thôi, nhiều như vậy thiên thạch cùng bảo vật phân xuống tới, bọn hắn hậu thế 10 đời đều dùng không hết mà lại lần này chết đi nhiều người như vậy, nhiều như vậy gia tộc bị diệt phong, đông hoàng đại lục cách cục khẳng định sẽ cải biến, rất nhiều tiểu gia tộc cũng có thể thừa cơ quật khởi, cầm xuống thành trì cùng địa bàn. Bất quá người người đều rất rõ ràng, chiến tranh còn không có chân chính kết thúc, bọn hắn còn có trận chiến cuối cùng, bác đế xuất lĩnh đại quân sau khi trở về chỉnh đốn một phen, khẳng định sẽ lập tức phát động trận chiến cuối cùng, không đem giang giật đánh giết, nhân tộc tai họa ngầm tựu vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đương nhiên, nhân tộc đại quân ý chí chiến đấu rất cao, bắc đế có được thần khí, vậy cơ hồ là vô địch tồn tại, bằng vào giang giật cùng thánh hậu là ngăn không được nhân tộc chính nghĩa chi chiến, thắng lợi thấy ở xa xa, hòa bình Mỹ hảo tuế nguyệt tại hướng bọn hắn ngoắc. Tuyết vực rất nhanh nhận được tin tức, tuyết vực hơn ngàn cái thượng cổ loại tộc nhân tâm hoảng sợ, rất nhiều tông chủ và bán thần đều phi thường tinh tường, giang giật cũng không tại tuyết vực, ngao lư cùng yêu tộc đại quân cũng đỡ không nổi nhân tộc liên quân, tuyết vực có thể đỡ nổi bằng vào thánh hậu cùng bọn hắn có thể là bắc đế đám người đối thủ. Bước bách tại áp lực cực lớn, mà thần cùng đường đao nhóm cường giả tề tụ thiên ẩn tông, cùng thánh hậu thương nghị đối sách. Nhưng thánh hậu cũng không có gặp bọn họ, chỉ truyền một câu ra như giang giật tại đại chiến trước đó còn chưa có trở lại, tuyết vực chỉ có diệt phong một đường, nếu các ngươi không muốn thần phục tại bắc đế phía dưới, vậy liền chuẩn bị tử chiến đi. Thần phục bắc đế phía dưới, tuyết vực hơn ngàn cái chủng tộc, tại tuyết vực cư ngụ mấy chục vạn năm, trong lúc đó đông hoàng đại lục ít nhất phát động vài chục lần chiến tranh ý đồ công chiếm tuyết vực nhưng cuối cùng từng cái bị tuyết vực đánh lui song phương cừu hận đã sớm chôn ở trong xương chỗ sâu muốn bọn hắn thần phục bắc đế ma thần đường đao bọn người sau khi trở về lập tức hạ đạt tử chiến mệnh lệnh tuyết vực con dân vĩnh viễn sẽ không thần phục coi như đánh đến cuối cùng một binh một tốt cũng muốn thể sống chết một trận chiến tuyết vực con dân ở lại hoàn cảnh ác liệt sở dĩ người nơi này từng cái biêu dũng hiếu chiến người người đều không sợ chết rất nhanh cùng chung mối thủ liên hợp lại, liền chờ nhân tộc đại quân công tới. Lão đại làm sao vẫn chưa trở lại a? À? Thiên ẩn tông trong một tòa lầu các, tiền vạn quán tư đồ nhất niệm tô như tuyết mại yêu nhi chiến vô song giang vân hải bọn người tề tụ một đường, tiền vạn quán đẩy dẫy yêu sầu nhìn qua bên ngoài. Giang giật đều đi nhiều như vậy tháng, một chút tâm hơi không có chuyển về, tụ liền ngao lưu bị giết giang giật đều chưa từng xuất hiện, điều này nói rõ hắn khẳng định còn vây ở trong hắc hải. Chiến vô song cùng hoàng phủ đào thiên liếc nhau, Hai người đều chiến ý cao long, hoàng phủ đào thiên tại mấy tháng này rốt cuộc đột phá, đạt đến bán thần. Mặc dù điểm ấy chiến lược đối với nhân tộc liên quân tới nói không tính là gì, nhưng hắn chỉ ít có thể giết nhiều một chút bốn ngũ tinh cường giả. Tư đồ nhất tiếu đắng chắt cười nói, mặc kệ có thể hay không trở về, chúng ta đều muốn làm tốt tử chiến chuẩn bị. Tội đào không còn, tuyệt vực nếu là bị công phá, thiên hạ tri đại, chúng ta không còn có nơi an thân, muốn chết tự oanh oanh liệt liệt chiến tử đi. Hắn có thể trở về. Ngồi ở trong góc tô như tuyết đột nhiên mở miệng nói, ta tin tưởng hắn có thể trở về, mặc dù rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ, nhưng ta biết. Hắn chắc chắn sẽ không để đại gia thất vọng, ừm, mà yêu nhi cũng khẳng định gật đầu nói, hắn chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua, lần này cũng nhất định sẽ như thế. chương 1255, Y Thiền đột phá. Giang giật cũng rất muốn không cho đại gia thất vọng, nhưng thời gian căn bản không đủ dùng, thời gian đã qua sắp 2 tháng, hắn tu luyện 2 tháng, để thất quả tinh thần vẫn không có dị biến, cái này tinh thần càng đi về phía sau càng khó tu luyện, mà lại thần khí tấm chắn một tháng trước tựu bị hiên đế phá hủy hình ma dấu ấn tinh thần, hắn luyện hóa một tháng vẫn không có luyện hóa. Thánh hoàng hai tháng này đến không có nghỉ ngơi một ngày, vẫn luôn tại bắt bắt thánh thú, nhưng một chút thánh thú khoảng cách quá xa, bắt độ khó rất lớn. Giang giật mới luyện hóa tám cái thánh thú tinh huyết, cũng không biết còn có hai cái lúc nào mới có thể bắt trở về. Ông hắn giờ phút này xếp bằng ở huyền thần cung bên trong, tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái một bên tu luyện nguyên lực, một bên luyện hóa thiên đế thuẫn. Cái này thiên đế thuẫn luyện hóa rất đơn giản, chỉ cần dùng nguyên lực vần quanh là được, bất quá cần từng điểm từng điểm luyện hóa, chỉ luyện hóa hơn phân nửa, đoán chừng ít nhất còn cần 10 ngày mới có thể triệt để luyện hóa. Tình huống bên ngoài cũng không phải rất là khéo. Doãn đế giả dạ hậu hiên đế Phật Hoàng bọn người áp chế phủ độc phi thường khó khăn, hai tháng chiến lược chỉ khôi phục một chút xíu, phù này độc mỗi lần bước ra một chút cũng cần thời gian rất lâu giống như dựa vào nguyên lực bước ra không có mấy năm căn bản không có khả năng phật đế lĩnh hội y phiêu phiêu ban cho hiên đế thượng giới thần thông cũng còn không có lĩnh hội đây không phải phật đế ngộ tính không đủ mà là cái này thượng giai thần thông quá huyền ảo năm đó hiên đế cũng tìm hiểu thời gian nửa năm phật đế mới tìm hiểu hai tháng không thành công cũng bình thường phanh 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 thánh hoàng thành bên trong lại vang lên một trận tiếng bước chân ẩm ập còn tại ngoài thành thành nội tựu một trận rung động có thể có được thanh thế như vậy chỉ có Thánh Hoàng. Rất nhiều đại tù trưởng chạy vội mà ra, quả nhiên thấy Thánh Hoàng mang theo một cái nho nhỏ dã thú nhanh chân đi tới. Đây là một cái rất đẹp dã thú, toàn thân như ngọc, bộ dáng giống như dương, lại có một đôi như bảo thạch con mắt màu xanh lục, toàn thân đều có xinh đẹp lông bờm màu xanh lục, trên lưng có hai cánh, tứ chi móng còn như phỉ thúy, xem xét tự không muốn phổ thông dã thú. Oanh, một tên đại tù trưởng một quyền nện ở huyền thần cung bên trên, giang giật đã bị kinh động, truyền tống ra nhìn thoáng qua thánh hoàng cõng thánh thú, hiếu kỳ vấn đáp đây là cái gì thánh thú, thật xinh đẹp. Đây là cùng kỳ thú, thánh hoàng từng ngụm từng ngụm thở, trong mắt đều lõm vào, toàn thân đều tràn ngập mệt mỏi khí thức, hắn phun ra một miếng nước bọt nói, người cũng chớ xem thường xúc sinh này, tốc độ quá nhanh, lực công kích cũng hung tàn, nếu để cho nó móng đá chúng sợ là người bình thường xương cốt đều muốn gãy mất. Thiếu chủ nhanh hút ăn máu tươi của nó, còn có một cái thánh thú ở trên biển đâu, đoán chừng ít nhất phải nửa tháng mới có thể bắt trở về nửa tháng giang giật trở nên đau đầu thời gian kéo càng lâu bên ngoài càng nguy hiểm nhưng hắn phi thường tinh tường thân thể của hắn cường độ căn bản gánh không được sao băng sát trận mà lại thiên đế thuẫn còn không có luyện hóa hắn rõ ràng hơn thánh hoàng đã tận lực thánh thú không phải tốt như vậy bắt nếu để cho phật đế bọn người đi bắt đoán chừng chậm hơn hắn không còn nói nhảm nhanh chóng hút thánh thú huyết dịch chờ hút hoàn tất về sau Thánh Hoàng kéo lấy mệt mỏi thân thể lần nữa hướng ngoài thành phóng đi. Giang giật vận chuyển vô danh công pháp luyện hóa nửa ngày, trở lại huyền thần cung chuẩn bị tiếp tục luyện hóa. a à, mới vừa tiến vào huyền thần cung, hắn đột nhiên cảm ứng được bên ngoài gió nổi lên vân dũng, ba đạo tinh thần tinh thần chi lực theo hư không bên trên bắn thẳng đến mà xuống, xuất vào huyền thần cung bên trong. Hắn thông qua cấm chế cảm ứng một phen, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, bởi vì cái này ba đạo tinh thần chi lực là bắn vào y thiền trên người. Ừ, phật đế bọn người đã bị kinh động nhao nhao theo trong phòng tối ra giang giật truyền tống ra ngoài cho bọn hắn báo tin vui nói tiểu thiền nhi đột phá bán thần ha ha phật đế cười ha hả nhìn qua doãn đến nói ra lão doãn ta liền nói ta vợ con thuyền nhi không thể so với nhà ngươi nha đầu tranh lệch đi hắc hắc phật hoàng cũng đại hỉ dùng bả vai đẩy giang giật cánh tay lặng yên truyền âm nói giang giật a à, tiểu thiền nhi muốn xuất quan ngươi vừa vặn đem sự tình làm đi quay đầu đơn giản trước làm cái hôn lễ như thế nào cái này, rồi nói sau, ta đi trước nhìn xem tiểu thiền. Giang giật mặt mũi tràn đầy xấu hổ truyền âm nói, cái này Phật Hoàng tựa hồ sợ nữ nhi của mình không gả ra được, dạng này nhạc phụ Giang giật còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giang giật tiến vào huyền thần cung bên trong, Giang tiểu nô cùng doãn nhược băng đều bị tinh thần chi lực đánh thức nhau nhau từ trong phòng đi tới. Giang giật sờ lên Giang tiểu nô đầu, hỏi thăm vài câu, mang theo nàng cùng một chỗ truyền tống đi thiền điện bên trong. Giang giật, doãn nhược băng bước nhỏ đi tới, kéo Giang giật tay, mừng rỡ nhẹ giọng nói ra, thiền tỷ tỷ đột phá đâu. Giang tiểu nô nhìn thấy Doãn Nhược Băng trong mắt thâm tình cùng ngọt ngào, đôi mắt đẹp ảm đạm. Giang giật đang cùng Doãn Nhược Băng nhẹ giọng trò chuyện không có chú ý tới, Doãn Nhược Băng lại thấy được, nàng như có điều suy nghĩ đôi mắt nhất chuyển, bất quá cũng không có nói cái gì. Ba người nhẹ giọng nói chuyện với nhau một hồi, chờ nửa canh giờ y thiền rốt cục mở mắt. Tiểu thiền, không tệ, Giang giật giơ ngón tay cái lên, Doãn Nhược Băng cũng ngòn ngọt cười nói, chúc mừng thiền tỷ tỷ. Giang Tiểu Nô tính cách có chút buồn bực, không nói gì chỉ là hướng y thiền nhẹ gật đầu, y thiền cười nhạt một cái nói, may mắn đột phá mà thôi, huyền đế thiên họa ẩn chứa đạo văn quá cường đại, lại là trí cao đạo văn. Mọi người nói chuyện với nhau một phen, Giang giật đem ba người đều truyền tống ra ngoài, để Doãn Nhược Băng bồi tiếp Giang Tiểu Nô hảo hảo đi chơi đùa, đừng ở bên trong buồn bực hỏng. Hắn còn đem Tiểu Hồ Ly đánh thức, cùng một chỗ để các nàng ra ngoài Thánh Hoàng Thành đi dạo, Doãn Nhược Băng bế quan trong khoảng thời gian này, cũng không có đột phá quá lớn, ra ngoài cùng Doãn Hoàng bọn người đem quan hệ làm tốt một chút cũng không tệ. Thời gian cấp bách, Giang Giật tiếp tục bế quan, thiên đế thuẫn còn không có luyện hóa, hắn đệ thất khỏa tinh thần dị biến cũng cần thời gian, hắn cũng không có thời gian cùng mọi người nói chuyện phiếm. Sau 10 ngày, Giang Giật trong tay hắc kim thuẫn bài lấp lánh ra vạn trượng quang mang, giờ khắc này hắn cảm thấy thần khí này cùng mình tinh thần có một tia liên hệ, một đạo tin tức tuôn ra trong đầu của hắn. Đồ tốt, hắn đôi mắt mở ra đem trong đầu tin tức tiêu hóa một phen càng thêm chấn phấn cái này tấm chắn quá cường đại bình thường công kích căn bản có thể coi thường lớn nhất có thể biến thành phương viên trăm trược mà lại công kích linh hồn đồng dạng có thể ngăn trở có cái này tấm chắn tăng thêm huyền thần khải giang giật tự tin coi như chiến đế hủy diệt bá vương thương cũng có thể ngăn trở rất tốt giang giật thưởng thức một phen đem thiên đế thuẫn ẩn vào trong thân thể đến lúc đó tâm niệm vừa động liền có thể phóng xuất ra hắn để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại, tiếp tục toàn lực tu luyện nguyên lực, tranh thủ tại Thánh Hoàng trở về trước đó, đem đệ thất khỏa tinh thần cho dị biến. Đáng tiếc, sau 6 ngày, Thánh Hoàng trở về, giang giật đệ thất khỏa tinh thần vẫn còn tranh lệch một chút nguyên lực, xem tình huống ít nhất còn muốn tu luyện 10 ngày. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra ngoài trước, lần này Thánh Hoàng mang về chính là một cái tròn trịa màu đen quái vật, toàn thân đều là ngắn ngủi xúc tu, nhìn rất là buồn nôn, trong miệng còn tại phun chất lỏng màu đen, mà lại huyết dịch vẫn là màu đen. Giang giật cố nén buồn nôn, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái hút thánh thú máu đen, lần này dòng dã hút một canh giờ, mà lại về sau luyện hóa còn hao tốn đại nửa ngày. Các loại trợ triệt để luyện hóa về sau, hắn mở to mắt lại nhìn thấy toàn bộ tòa thành bên trong đều treo đầy vải đỏ, điểm đầy hồng trúc, Phật đế doãn đế ngồi tại chủ vị, nhìn thấy Giang giật sau khi tỉnh lại, Phật đế rất nghiêm túc nói ra, Giang giật, tại chúng ta cộng đồng sau khi thương nghị, quyết định hôm nay để ngươi tiểu thiện nhi nhược băng bái đường thành hôn, lập tức viên phòng, trời sáng lên đường đi hư không cổ đạo, hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục. chương 1256, Thiên Phú Dị Bẩm Nhân sinh tứ đại việc vui, hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương mộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng lúc. Giang giật có rất nhiều nữ nhân, nhưng còn không có chân chính đại hôn qua, cũng không có động phòng qua. Lần này xem như bị mấy cái lão đầu tử cưỡng ép đưa vào động phòng, hắn cũng biết Phật đế là hắn tốt, hắn thực lực càng mạnh, đại gia càng an toàn, sau khi rời khỏi đây phần thắng hội càng hơn hơn phân. Đã y thiền không có ý kiến, Giang giật cũng không trở thành như thế ngoan minh không thay đổi, lập tức hắn đi thanh tẩy một phen, đổi lại quần áo mới, tại mọi người chứng kiến hạ cùng thay đổi màu đỏ vui bảo y thiền doãn nhược băng cùng một chỗ bái đường thành thân. Doãn nhược băng rất rõ ràng biết rõ hôm nay nhân vật chính là y thiền, nhưng có thể tại phụ thân cùng ra ra chứng kiến hạ thành thân, nội tâm của nàng cũng là cao hứng phi thường khi đó nàng nghĩa vô phản cố theo giang giật, nội tâm cũng định tốt bị gia tộc đuổi ra ngoài. Huyền thần Sơn Hạ Doãn Đế nói rõ nếu nàng đi theo giang Dật, Doãn ra đem sẽ không ở nhận nàng, tới nói đối nàng là kết cục tốt nhất, tất cả đều vui vẻ. Toàn thành đều vui mừng hớn hở, dạ hầu tựa như cháu gái của mình đại hôn công việc đến công việc đi, thánh hoàng phi thường mỏi mệt, nhưng cũng triệu tập thành nội cùng phụ cận sở hữu đại tù trưởng cùng cho giang Dật chúc mừng. Tòa thành trong ngoài bầy đầy trên trăm bàn, liệt tử chuẩn bị mấy ngàn đàn, các loại dã thú thịt nướng cùng linh quả liên tục không ngừng đưa ra, hôm nay xem như thánh hoàng thành gần nhất náo nhiệt nhất một ngày. Giang tiểu nô làm phù dâu, trên mặt nàng đều là vui mừng, không có biểu lộ một tia cảm xúc. Bất quá tại giang giật cùng y thiền doãn nhược băng tiến vào huyền thần cung về sau, chưa từng uống rượu nàng, một người ôm một cái vào rượu rượu vào phòng, uống đến linh đinh say mềm, khóc không thành tiếng. Huyền thần cung bên trong, giang giật cùng doãn nhược băng y thiền sau khi đi vào, phân biệt đem hai người đưa vào một cái phòng. Doãn nhược băng đem giang giật từ trong phòng đẩy ra, chỉ chỉ y thiền gian phòng cười nói, mau đi đi, đừng để thiền tỷ tỷ chờ lâu, người cái này đại phôi đản, tiện nghi ngươi, cần phải hảo hảo thương tiếc thiền tỷ tỷ. Hắc hắc, ta chế chút liền đến, ngươi cũng biết lực chiến đấu của ta. Giang giật cười hắc hắc, doãn nhược băng đỏ mặt đem giang giật đẩy đi ra, đóng lại đại môn, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Bất kỳ nữ nhân nào đều không muốn mình nam nhân phân cho mấy người dùng, nàng mặt ngoài miễn cưỡng vui cười, Nội tâm nhưng đều là đắng chát, cái này sợ là làm nữ nhân bất đắc dĩ đi. Giang giật đi vào Y Thiền gian phòng, đóng lại cửa phòng, Y Thiền ngồi ở trên giường, rất rõ ràng có thể nhìn ra nàng rất khẩn trương. Trên đầu mặc dù che kín vải đỏ, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh đỏ tươi, hai tay nắm thật chặt váy, nhìn thấy Giang giật đi tới, vội vàng co lại đến một bên. Tiểu Thiền Nhi, Giang giật cũng không có lập tức ngang nhiên xông qua, mà là bưng lên trên bàn rượu ngon cho Y Thiền rót một chén nhẹ nhàng để lộ nàng đỏ khăn cô dâu, có chút ấy náy nói ra, lần này qua loa một chút, để ngươi chịu ủy khuất, quay đầu chúng ta bổ sung một cái đại hôn. Y thiền quăng cái khinh khỉnh, con mắt đỏ lên, có chút u oán nói ra, ngươi biết liền tốt, Người người xấu này như về sau dám khi dễ ta, ta tựu chết cho ngươi xem. Không hồi, như thế nũng nịu đại mỹ nhân, ta yêu thương còn đến không kịp, như thế nào lại khi dễ. Giang giật ôn nhu bắt lấy y thiền tay, đem rượu ngon đưa tới, sau đó giao nhau, cười nói, đến uống cái này chén rượu giao bôi, chúng ta cả một đời vĩnh viễn không xa rời nhau. Ừm, y thiền rốt cục không có khẩn trương như vậy, ngọt ngào cười một tiếng như bách hoa tản ra, xinh đẹp làm lòng người say. Gian phòng bên trong dưới ánh nến, chiếu dọi đến y thiền càng đẹp mấy phần, tại uống một chén rượu về sau, y thiền mặt dần dần đỏ tươi, trong mắt mị nhãn như tơ, thấy giang giật ẩm ẩm tâm động. Hắn nhẹ nhàng ngồi ở trên giường, cũng không có như mãng phu trực tiếp gỡ ra y thiền y phục, mà là hôn 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 nàng, để nàng thân thể căng thẳng thả lỏng xuống tới. Đồng thời hai tay của hắn bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve y thiền thân thể mềm mại, để nàng dần dần mê thất tại tình muốn chi hải bên trong. Không thể nghi ngờ, Giang giật ở phương diện này là một tên lão thủ, tán tỉnh thời gian phi thường lợi hại, rất nhanh y thiền triệt để mất phương hướng, thở gấp liên tục, Giang giật lúc này mới nhẹ nhàng rút đi y thiền áo bào, đưa nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại bại lộ trong không khí. Lên trời kiệt tác, Giang giật hô hấp trở nên rồn dập lên, Mặc dù rất nhiều năm trước hắn ngay tại tử vong chi hải bên trong nhìn qua y thiền thân thể, nhưng mấy năm qua đi y thiền triệt để trưởng quen, không còn không lưu loát, như một đoán nở rộ mẫu đơn, ung dung hoa quý, tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Ngày tốt cảnh đẹp, dài nhân như rượu, giang giật nhìn qua y thiền kia thẹn thùng khuôn mặt, nhìn qua trong mắt nàng ánh mắt mê ly, nghe nàng tóc tím bên trên tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm, có loại say cảm giác. Rượu đến say lúc mới biết đặc tình thâm nghĩa nặng mới biết đau nhức. Tại giang giật ôn nhu chỗ tại y thiền trên thân thể lục lọi một phen, triệt để đem y thiền tắm hỏa chiêu chọc, muốn cùng y thiền hòa làm một thể lúc. Tại thời khắc này y thiền phát ra một tiếng thông tiếng hừ, lông mày nhăn lại, thân thể mềm mại kịch liệt run lên. Giang giật giờ khắc này cũng toàn thân như điện giật, nhưng mà này còn không là bình thường điện giật. Một khắc này hắn cảm giác bị thần lôi bổ chúng, phía dưới kém chút đều khét. Cái này lôi điện phi thường cường đại, để toàn thân hắn như bị kinh phong run rẩy hắn kém chút từ bỏ công thành chiếm đất, tước vũ khí đầu hàng. Giang giật, nhịn xuống, cái này đây là chúng ta thiên lôi chân thể chân nguyên, đối thân thể ngươi có chỗ tốt vô cùng lớn. Y thiền cảm nhận được Giang giật thống khổ, nhẹ giọng nói, Giang giật chỉ có thể cắn Giang tiếp tục tiến công. Mỗi lần đều có từng đạo cường đại dòng điện truyền đến, để hắn như tại thiên đường cùng trong địa ngục xoay chuyển. Không bằng hắn chính mình cũng phi thường tinh tường, kia cường đại dòng điện ngay tại cải tạo thân thể của hắn, hơn nữa còn có rất nhiều dòng điện hướng để thất khỏa tinh thần dũng mãnh lao tới, cuối cùng chuyển hóa thành đệ thất khỏa tinh thần bên trong nguyên lực. Thiên lôi chân thể quả nhiên thần kỳ, đáng tiếc cái này lôi điện quá bá đạo, chẳng lẽ về sau cùng y thiền hoàn hảo lúc đều muốn bị lôi điện công kích. Giang giật trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có chút không rét mà run. Y thiền tựa hồ đoán ra ý nghĩ của hắn, đỏ mặt nhắm mắt lại nói ra, yên tâm đi, đợi lát nữa liền sẽ không có lôi điện, giang giật, người nhịn thêm đi. Đau nhức cũng khoái hoạt, giang giật tại băng cùng trong lửa giao thế, loại này chua thoải mái tư vị sợ là cái này đều không có cách nào quên bất quá tại thời gian một nén nhang về sau giang giật phát hiện chính mình đối với lôi điện sức chống cự cường đại rất nhiều trên thân không có thống khổ ngược lại có một loại khó tả sảng khoái vô cùng kích thích y thiền triệt để mất phương hướng thỏa thích hưởng thụ chính mình âu yếm nam tử yêu thương kia như hoa trên kiều nhan đều là thỏa mãn cùng hạnh phúc đổ mồ hôi lâm ly hết sức mê người có thể làm cho thiên hạ bất luận cái gì nam tử tâm động một hồi lâu sau Dòng điện cuối cùng triệt để không có, Giang giật tại thời khắc này đột nhiên phát hiện đệ thất khỏa tinh thần năng lượng thế mà đầy, giờ phút này đang tản ra vạn trượng tử quang, nhanh chóng bành trướng, bắt đầu dị biến. Đúng lúc này, cửu thiên chi thượng một đạo tinh thần chi lực bắn xuống, ầm vang chui vào huyền thần cung bên trong, đem tòa thành trong ngoài chính uống rượu tận tâm tất cả mọi người kinh động đến. Ây, rất nhiều người khiếp sợ huyền thần cung, đầy mắt mơ hồ, tự liền Phật đế cùng Phật hoàng mấy người cũng không biết chuyện gì xảy ra mời. Hiên đế lại mặt mũi tràn đầy thổn thức cảm khái, thiếu chủ liền là thiếu chủ, quả nhiên thiên phú dị bẩm, liền động cái phòng làm nữ nhân, đều có thể dẫn phát thiên địa rúng động, tinh thần dị động. chương 1257, vẫn tinh sát trận. Cùng y thiền động phòng, ngoài ý muốn để đệ thất khỏa tinh thần dị biến, giang giật lực lượng tăng nhiều. Nguyên lực cảnh giới càng cao, các phương diện đều sẽ đề cao, thân thể tại tinh thần chi lực bổ dưỡng hạ cũng sẽ trở nên càng mạnh. Bất quá lần này giang giật lần này kịch chiến về sau, cũng không có dư lực đi tìm Doãn Nhược Băng. Kia hồ quang điện để kích thích, để hắn toàn thân tê dại, dòng dã nửa canh giờ mới khôi phục trở về. Kỳ thiền đã sớm mệt mỏi đã ngủ mê man rồi, hai người ôm nhau ngủ trọn vẹn ngủ đại nửa ngày mới tỉnh lại. Ai nha nha, kỳ thiền sau khi tỉnh lại, nhớ tới cái gì lập tức nhảy dựng lên, cuống quyết thanh tẩy một phen mặc vào quần áo, gặp giang giật còn nằm ở trên giường nhìn xem nàng thay quần áo, lập tức vừa thẹn vừa giận nói, phụ hoàng cùng ra ra bọn hắn còn đang chờ chúng ta đây, còn không mau a à nha giang giật tỉnh ngộ lại cũng cảm giác rất lúng túng một đám người lão gia hỏa trông mong đang đợi mình sinh hoạt vợ chồng hoàn tất chính mình lại tại cái này nằm ngáy o o ngủ đại nửa ngày giang giật tinh thần gấp đôi tự tin hơn gấp trăm lần rửa mặt một phen mặc chỉnh tề hắn đi ra phía ngoài y thiền lại chết sống không chịu đi ra hắn chỉ có thể đi gặp doãn nhược băng một mặt doãn nhược băng cũng thẹn thùng không dám đi ra ngoài giang giật một người truyền tống ra ngoài bên ngoài tiệc rượu đã sớm tản người nơi này thể chất cường đại, gần như quát không say. Giang giật ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều đại tù trưởng đều tới, ít nhất tới 60 đại tù trưởng, toàn bộ chờ xuất phát, Thánh Hoàng cùng Phật đế mấy người cũng đã sớm tại tòa thành bên trong chờ hắn. Long khuất, người tụ tập nhiều người như vậy làm gì? Giang giật ánh mắt nhìn về phía Thánh Hoàng vấn đạo, Long khuất trầm giọng nói thiếu chủ muốn đi ra ngoài làm đại sự, ta tự nhiên muốn làm viện thủ, không chết đại lục đại tù trưởng cấp bậc võ giả có 108 cái, tối cường 60 người đều tụ tập hoàn tất, lưu lại mười mấy cái giữ nhà, còn lại ta để bọn hắn toàn bộ cùng ngươi ra ngoài. Ân, ta cũng đi, cái này, Giang giật đầy mắt kinh ngạc, có chút kinh hỉ, cũng có chút lo lắng. Kinh hỉ là bởi vì có nhóm người này trợ giúp, đối kháng bác đế cùng hình ma phần thắng hội càng lớn, nhất là Thánh Hoàng, vị này coi như đi ra, cũng là cửu tinh cường giả. Những cái kia đại tù trưởng đều có thể so bán thần, 60 tên bán thần, kia là rất chiến lược mạnh mẽ. Hắn lo lắng là, mang theo bọn hắn trên vai hắn gánh vác hội càng lớn như đám người này toàn bộ chết trận hắn hội cả một đời đều bất an thánh hoàng nhìn ra giang giật trong mắt lo lắng rất nghiêm túc nói ra thiếu chủ đừng lề mề chúng ta đều là tự nguyện giống như không phải ngươi chúng ta đại lục đều muốn bị lão ma đầu nô dịch khẩu khí này chúng ta cũng nghĩ ra mà lại không phải thánh chủ đại lục đã sớm hủy diệt ngươi cần nhân thủ chúng ta lại thế nào ngồi yên không lý đến phật đế bọn người trầm mặc không nói mặc dù trong bọn họ tâm phi thường hy vọng giang giật mang thánh hoàng bọn người ra ngoài nhưng loại chuyện này bọn hắn không thật nhiều khuyên hết thảy chờ giang giật chính mình quyết định tốt giang giật liếc nhìn một lần gật đầu nói ra ta tận lực đem toàn bộ các ngươi mang về chỉ cần ta giang giật không chết tự vĩnh viễn thủ hộ bất tử bộ lạc con dân tạ thiếu chủ thánh hoàng có chút không người giang giật cùng phật đế bọn người liếc nhau quát khẽ nói tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa chuẩn bị lên đường đi ừm phật đế bọn người nhẹ gật đầu dạ hậu lại đột nhiên truyền âm nói, giang giật, người cô em gái kia còn tại gian phòng bên trong ngủ say đâu, đi xem một chút đi. Tiểu nô, giang giật lúc này mới ý thức được tiểu nô còn ở bên ngoài, vội vàng phòng nghỉ ở giữa đi đến, lại nhìn thấy tiểu nô say đến mơ mơ hồ hồ, ôm tiểu phỉ trên giường nằm ngáy o o. Nhà đầu này, lập tức sẽ đi ra, giang giật cũng suy nghĩ suy nghĩ nhiều, đem tiểu nô cùng tiểu phỉ ôm lấy, đi ra ngoài khua tay nói, đi thôi, đều vào huyền thần cung bên trong, ta cái này đi sông hư không cổ đạo toàn bộ người nhanh chân đi ra đi thánh hoàng sự tình đã sớm sắp xếp xong xuôi cái này tử thần bí cảnh bên trong chỉ cần không có ngoại nhân vào đây ngược lại là không có gia loạn gì giang giật đem toàn bộ người đều truyền tống vào huyền thần cung bên trong sau đó trong thành vô số người nhìn dưới hướng thành bắc nhanh chân chạy như điên phanh phanh mặt phía bắc sơn phong phi thường dốc đứng nhưng giang giật giờ phút này thân thể phi thường cường đại nhẹ nhàng khẽ động như một cái bén nhạy viên hầu một đường chạy như điên, tốc độ không thể so với thánh hoàng tranh lệch quá nhiều. Mười con thánh thú tinh huyết, tăng thêm thiên lôi chân thể lôi điện rèn luyện, còn có tinh thần chi lực cải tiến, để giang giật nhục thân đạt đến kinh khủng tình trạng. Ngao ngao, nơi xa trong núi rừng một cái to lớn lam sư tử đánh tới, giang giật tốc độ không giảm, mà lại không có lấy ra hỏa long kiếm, trực tiếp một quyền đập tới. Hô hô, một quyền này ném ra, giang giật chính mình cũng bị chính mình hù dọa, hắn lại đem không gian ném ra đạo đạo nhỏ bé khe hở. Nơi này không gian như thế ổn định, trừ phi hắn vận dụng đồ thần chảm, bằng không bình thường công kích là không thể nào để không gian vỡ ra. Nói một cách khác hắn lực lượng của thân thể, miễn cưỡng nhưng so sánh đồ thần chảm. Oanh, cái kia to lớn làm sư tử bị hắn một quyền đánh chúng, to lớn đầu trực tiếp bị nện nứt, thân thể thoáng cái bắn ngược trở về, trùng điệp nện vào một ngọn núi bên trong. Giang giật nhìn một chút nắm đấm của mình, không có bị bất cứ thương tổn gì, kinh hô lên, tốt biến thái ta bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể so bát tinh cường giả A. À. Đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, Giang giật rất nhanh liền bình thường trở lại. Mười con thánh thú vốn là lưu cho đời tiếp theo thánh hoàng, lại bị hắn hút ăn tinh huyết, mỗi một thời đại thánh hoàng nhục thân lực lượng ít nhất đều có thể so bát tinh, hắn còn bị thiên lôi chân thể lôi điện chi lực cải tạo, đạt tới tình trạng này cũng bình thường. Đi, Giang giật toàn lực chạy vội, tốc độ nhanh hơn, mười mấy cái nhảy vọt ở giữa tựu đạt đến đỉnh núi, rất nhiều dã thú muốn đuổi theo hắn, Tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Hư Không Cổ Đạo, hắn đứng tại trên vách đá, nhìn qua kia nhìn không thấy đáy, xương trắng vân lượn quanh vách núi, trên mặt đều là tự tin. Có được như thế thân thể mạnh mẽ, giống như còn không thể xuyên qua Hư Không Cổ Đạo, hắn chết ở bên trong cũng không oán người nào. Hưu, hắn chỉ là nhìn qua, không có chút gì do dự nhảy xuống vách núi, thân thể như như đạn pháo rơi vào xuống dưới. Tại rơi vào xương trắng bên trong về sau, trên người hắn lấp lánh ra một đạo bạch quang biến mất tại trong vách núi. Đây chính là hư không cổ đạo. Giang giật cảm giác bạch quang lóe lên, thân thể rơi vào một đầu lối đi tối thui bên trong, lối đi này phi thường lớn, khoảng chừng phương viên ngàn trượng. Hắn hạ xuống tốc độ cũng thật nhanh, thân thể căn bản không bị khống chế, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía dưới phản rơi đi. Đột nhiên, phía dưới bên trái chuyển đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, tiếp lấy hơn 10 đạo bóng đen gào thét mà đến, tốc độ quá nhanh, Giang giật căn bản không có thấy rõ ràng là cái gì, tự bị bóng đen đánh trúng vào. Phanh, phanh phanh phanh, bóng đen là 10 cái tiểu thạch đầu, thạch đầu liên tục không ngừng nện ở giang giật trên thân, toàn bộ bạo liệt, còn có mấy khỏa là bị giang giật một quyền đạp nát. Các loại chờ thạch đầu toàn bộ vỡ vụn về sau, hắn vuốt vuốt có chút thấy đau phía sau lưng, âm thầm gật đầu nói, vẫn tinh sát trận quả nhiên bất phàm, cái này thạch đầu nện ở trên thân người, nếu là không có cường đại phòng ngự, sẽ tươi sống bị nện chết. Huyền thân khải, thiên đế Thuấn ra, theo giang giật một tiếng quát lớn, màu đen huyền thần khải phù bên ngoài cơ thể, đồng thời thiên đế thuẫn cũng xuất hiện, giang giật khống chế tấm chắn quay chung quanh toàn thân bắt đầu vần quanh phi hành, chuẩn bị ngăn cản đợt tiếp theo sao băng công kích. Hiu hiu hiu, quả nhiên, vẹn vẹn qua mười hơi thời gian, hai bên trái phải mấy chục đạo bóng đen gào thét mà đến, tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ là cái gì. Cao tốc phía dưới những này tiểu thạch đầu lực trùng kích trở nên phi thường khủng bố, Giang giật xong quyền múa, công kích bên trái cự thạch, đồng thời để thiên đế thuẫn ngăn trở bên phải vẫn thạch công kích. Phanh, phanh 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 phanh, thiên đế thuẫn không để cho giang giật thất vọng, đem bên phải vẫn thạch toàn bộ chặn, bên trái vẫn thạch bị giang giật đánh nát bảy tám khỏa, còn lại đập vào huyền thần khải bên trên. Huyền thần khải tản mát ra vạn trượng hắc quang, đem còn lại tiểu thạch đầu toàn bộ ngăn trở, giang giật vẻn vẹn cảm nhận được yếu ớt lực chấn động. Ngoá, hắn vừa mới còn chuẩn bị cảm khái, cái này vẫn tinh sát trận cũng không tính mạnh một giây sau lại bị dọa mộng. Bởi vì bốn phương tám hướng ít nhất có mấy trăm miếng tiểu thạch đầu phóng tới, bằng vào thiên đế thuẫn chỉ có thể ngăn cản một bên, còn lại toàn bộ đều muốn dựa vào huyền thần khải cùng nhục thân ngăn cản. Mà lại, tiểu thạch đầu bắt đầu biến lớn, thậm chí còn có một viên đường kính đạt đến ba trượng. Trường 1258, tử lộ, tốc độ càng nhanh, lực pha đập sẽ càng lớn, liền xem như một cái lớn bằng ngón cái tiểu thạch đầu, giống như đạt đến cửu tinh võ giả tốc độ, đoán chừng tùy ý có thể bắn thủng một cái thiên quân đỉnh phong thần thuẫn, sau đó đem hắn thân thể xuyên thủng. Thời khắc này vẫn tinh sát trận liền là như thế một loại tình huống, nơi này vẫn thạch cũng không tính quá cứng rắn, giang giật nắm đấm tùy ý có thể đạp nát, nhưng tốc độ quá nhanh, mà lại số lượng quá nhiều, hắn cho dù có 10 con tay cũng dùng không đến. Phanh, phanh 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 phanh, thiên đế thuẫn cùng huyền thần khải không ngừng lấp lánh ra bạch quang, mỗi thời mỗi khắc đều có thạch đầu công kích mà tới. Cứ việc huyền thần khải có phi thường cường đại lực phòng ngự, nhưng giang giật nhục thân vẫn là bị chấn động. Đương nhiên giờ phút này nhục thể của hắn phi thường cường đại, điểm ấy chấn lực căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương. Oanh, cái kia đường kính đạt tới ba trượng cự thạch, hung hăng nện ở trên vai của hắn, cự thạch vỡ nát, thân thể của hắn trùng điệp đụng bay ra ngoài. Kia lực trùng kích độ chi đại, Giang Giật cũng cảm giác bị một tên thất bát tinh cường giả đập một quyền. Quả nhiên kinh khủng, Giang Giật thầm quát một tiếng, như hắn nhục thân không đạt tới thời khắc này cường độ, cái này va chạm chắc là phải bị chấn thương. Thân thể của hắn tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống, cũng không biết cái này hư không cổ đạo sẽ có bao nhiêu trường, nơi này thần thức đồng dạng nhận lấy hạn chế, hắn chỉ có thể theo thông đạo xuyên thẳng qua mà đi. Vù vù, đợt thứ ba vẫn thạch đến, không cần phải nói số lượng càng nhiều, thạch đầu cũng càng lớn, liên tục không ngừng, tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ. Hắn không cách nào kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào thiên đế thuẫn cùng huyền thần khải ngạnh kháng. Phanh 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 phanh, Mỗi thời mỗi khắc giang giật đều thừa nhận to lớn sung kích, thân thể của hắn bỗng chốc bị đập tới bên này, thoáng cái lại bị đập tới bên kia, tựa như nộ hải bên trong thuyền nhỏ căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Huyền thần khải cùng thiên đế thuẫn rất mạnh, thiên đế thuẫn lại chỉ có thể bảo vệ tốt một mặt thạch đầu, huyền thần khải sẽ không phá, nhưng nếu là lực lượng quá mức cường đại, giang giật nhục thân sẽ bị chấn thương. Lần trước tại vô tận biển sâu, giang giật tiếp nhận chiến đế một cái cửu tinh đạo văn hủy diệt bá vương thương, huyền thần khải không có nửa điểm sự tình, nhưng hắn xương cốt đều bị chấn đoạn, nội tạng cũng bị đánh rách tả tơi, sở dĩ huyền thần khải cũng không phải là vạn năng, giang giật cũng chậm chậm bị chấn thương. Nếu không phải cái này 10 con thánh thú tinh huyết, giờ phút này sợ là ta đã chết ha à, huyền đế vẫn tinh sát trận cũng quá kinh khủng. Tiếp nhận 10 đợt công kích, giang giật cảm giác toàn thân đều tại đau đớn, khí huyết quay cuồng không ngớt, cũng không biết bị đánh chúng bao nhiêu lần. Hắn phát hiện mặc huyền thần khải, cái này vẫn tinh sát trận căn bản không có cho nửa điểm mặt mũi, hung tàn vô cùng, nếu là Phật Hoàng bọn người khẳng định đã sớm gánh không được, coi như doãn đế giả hậu đoán chừng cũng gánh không được bị thương nặng. Cương Phong, hư không cổ đạo không biết còn có bao dài, giang giật không dám tiếp tục ngạnh kháng đi xuống, hắn thả ra Cương Phong ngưng tụ Cương Phong thần thuẫn, đồng thời hắn thả ra một cái thần thuẫn, tăng cường lực phòng ngự. Vù vù, đáng tiếc Cương Phong thần thuẫn cùng thần thuẫn quá yếu đuối đợt tiếp theo vẫn thạch công kích mà đến mấy khỏa cử thạch đập tới cương phong thần thuẫn vẻn vẹn chặn ba viên cự thạch va chạm tự bạo liệt, chính hắn thần thuẫn càng là không chịu nổi, chỉ chặn một viên cự thạch va chạm. Suy suy, giang giật hỏa long kiếm xuất hiện đột nhiên đánh xuống, mấy vạn đầu tiểu hỏa long gào thét mà đi. Hắn nhất định phải phản kích, bằng không hắn sợ chính mình thụ thương hội gánh không được phía dưới công kích, Đây chơi tiểu hỏa long gào thét mà ra, mặc dù không thể đánh nát những cái kia đại vẫn thạch, nhưng này ta tiểu thạch đầu vẫn có thể nhẹ nhõm đánh nát cứ như vậy giang giật không ngừng phóng thích cương phong ngưng kết thần thuẫn đồng thời dựa vào hỏa long kiếm công kích tại ba nén hương thời gian bên trong lần nữa kháng trụ 20 đợt công kích để hắn phiền muộn tới cực điểm chính là hư không cổ đạo còn không có đến cuối cùng khó trách không chết đại lục đi ra ngoài mười mấy người không có một cái nào trở về cường độ như thế vẫn thạch công kích đoán chừng giờ phút này thánh hoàng đều gánh không được đi giang giật âm thầm hãi nhiên trong lòng suy nghĩ huyền đế đến cùng làm cái quỷ gì chẳng lẽ không muốn bí cảnh bên trong người ra ngoài nếu không thiết trí như thế cường đại cấm chế người bình thường vào đây khẳng định chỉ có thể chịu chết. phúc lần nữa vượt qua ba đợt công kích về sau giang giật sốt cục bắt đầu thổ huyết bởi vì cái này mấy đợt vẫn thạch không còn là thạch đầu mà là một loại màu đen hàn thiết. giang giật tiểu hỏa long căn vốn không pháp đánh nát chỉ có thể nghẹn kháng nội tạng của hắn bị đánh rách tả tơi tụ huyết áp không dưới chỉ có thể phun ra ngoài ba đợt giống như tiếp qua ba đợt còn không có đến điểm cuối đoán chừng ta sẽ chết tại cái này hư không cổ đạo bên trong giang giật trong mắt hàn quang lấp lánh hỏa long kiếm điên cuồng múa bắt đầu xúc thế phóng thích đồ thần trảm còn không phóng thích đồ thần trảm hắn đem rất khó chặn hiu 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 vẫn tinh sát trận lần nữa khởi động bóng đen đầy trời tựa như ức vạn thiết kiếm tề xạ giang giật hỏa long kiếm đột nhiên hướng một cái phương hướng đánh xuống ba đầu hỏa long gào thét mà ra hắn lập tức khống chế hỏa long vây quanh thân thể du tẩu ngăn trở ba cái phương diện công kích một bên khác dựa vào thiên đế thuẫn ngăn trở ba đầu hỏa long cùng vô số hàn thiết chạm vào nhau, đem những cái kia hàn thiết xoắn thành bột mịn, hủy đi hơn phân nửa công kích mà đến hàn thiết. Giang giật có chút thở dài một hơi, đồ thần chảm uy lực tăng lên một chút, phải cùng hắn nguyên lực cảnh giới tăng lên có quan hệ. Keng 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 keng, còn lại hàn thiết đánh nát hắn cương phong thần thuẫn cùng thần thuẫn, nện ở huyền thần khải bên trên, giang giật bị cường đại lực đạo đụng bay, cảm giác toàn thân gặp trọng kích, khóe miệng của hắn tiên huyết tràn ra, nội tạng cùng thân thể thụ thương nghiêm trọng hơn sáng ngời phía trước là lối ra đột nhiên giang giật thấy được phía dưới có một đạo yếu ớt ánh sáng tại cái này đen nhánh cổ đạo bên trong lộ ra là trói mắt như vậy tựa như mở ra một đạo hy vọng chi môn nhưng các loại chờ giang giật hướng phía dưới rơi vạn trượng về sau trong mắt của hắn cuồng hỉ trong nháy mắt biến thành hoảng sợ ngoá bởi vì đây không phải là một đạo môn không phải vẫn thạch cũng không phải hàn thiết mà là lôi điện mấy trăm đầu như cự long lôi điện gào thét mà đến đem đen nhánh hư không cổ đạo xé rách một khắc này giang giật người thấy khí tức tử vong huyền thần cung giang giật trượt quát một tiếng trong tay một tòa nho nhỏ cung điện vụt xuất hiện tiếp lấy cấp tốc biến lớn hắn thân thể thoáng cái vọt vào huyền thần cung bên trong vẫn thạch hàn thiết hắn đều có thể ngăn trở lôi điện lại có thể xuyên thấu huyền thần khải trực tiếp công kích nhục thể của hắn hắn nếu dám ngạnh kháng sợ là muốn biến thành than cốc huyền thần cung gần nhất năng lượng khôi phục rất nhiều nhất là tại thánh hoàng thành bên trong hấp thu hai tháng thiên địa nguyên lực năng lượng đã bổ sung gần nửa, theo lý thuyết ngăn trở lần này lôi điện công kích vấn đề không lớn. Oanh, mấy trăm đạo lôi điện gào thét mà đến, trong nháy mắt đem huyền thần cung cho quấn quanh đi vào, huyền thần cung sáng lên vạn trượng hắc quang, tiếp lấy quang mang kịch liệt ảm đạm xuống, bất quá cuối cùng vẫn không nổ. Ông, huyền thần cung đại môn mở ra, giang giật lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi huyền thần cung âm thầm tặc lưỡi. Vừa rồi một kích kia, kém chút đem huyền thần cung tích lũy gần nửa năng lượng toàn bộ cho tiêu hao hết. Giang giật giờ khác này cũng xác định trừ phi đạt tới huyền đế thực lực, bằng không bình thường người căn bản xuyên qua không được cái này cổ đạo, tử thần bí cảnh kia 10 cái cường giả tuyệt đối chết tại cái này hư không cổ đạo bên trong, đây là một đầu tử lộ, hắn không có huyền thần cung, vừa rồi khẳng định cũng đã chết. Lối ra, phía trước xuất hiện lần nữa một tia sáng, lần này không phải lôi điện mà là một cái cửa ra, Giang giật triệt để yên tâm lại, thân thể cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống, cuối cùng đập vào một ngọn núi chi đỉnh. À nơi này lại là huyền thần sơn. Giang giật bốn phía liếc nhìn một lần, phát hiện thế mà đã tới huyền thần sơn phía trên. Hắn nhìn qua trên không kia chậm rãi biến mất hư không cổ đạo, trong đầu đều là kinh nghi, huyền đế vì sao thiết trí một đầu tử lộ, hắn làm như vậy đến cùng có gì thâm ý. chương 1259, Bắc đế ở đâu? Hưu, huyền thần sơn bên trên xuất hiện một đầu đen nhánh cổ đạo, điều này khiến cho đóng tại huyền thần sơn dưới chiến ra con em chú ý, một tên trưởng lão mang theo mấy tên thiên quân cấp tốc lao nhanh mà lên, thần thức trong nháy mắt khóa chặt đập xuống trên mặt đất giang giật. Giang giật, chiến ra mấy người biến sắc, toàn bộ rừng ở giữa không trung, trong tay đồng thời lấy ra lệnh bài liền muốn đưa tin trở về. Giang giật lúc này cũng giật mình tỉnh lại, trên thân khí thế cường đại tản ra bao phủ mấy người, lời nói lạnh như băng vang lên tại mấy người trong tay, ai dám loạn động, giết chết bất luận tội. Trưởng lão là tứ tinh cường giả, còn lại bốn năm người vẻn vẹn thượng giai thiên quân, bị giang giật khí thế bao phủ, mọi người cảm giác toàn thân như rớt vào hầm băng, lập tức không động được. Giang giật hai chân trầm xuống, thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén vào tới, trong tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện thả ra thần âm thiên kỹ, đem mọi người linh hồn chấn động, sau đó lấy ra huyền thần cung trong nháy mắt đem bọn hắn thu vào, thân thể mình cũng vọt vào, huyền thần cung chấn động biến mất giữa không chung. Ừ, huyền thần sơn dưới huyền đế thành nội, một tên chiến gia bán thần bắn ra, hắn cảm ứng được bên này không gian ba động nhưng chờ hắn thần thức hướng bên này quét tới lúc, huyền thần cung đã sớm biến mất tại vết nứt không gian bên trong, hắn quét mấy lần không có bất kỳ phát hiện nào. Giang giật, tình huống như thế nào? Phật đế bọn người tại huyền đế trong các chờ, nhìn thấy giang giật bắt được mấy người vào đây, hơn nữa còn là chiến gia con em nhao nhao kinh ngạc. Giang giật trên mặt tươi cười, gật đầu nói tốt, chúng ta đều đi ra, bị truyền tống tới huyền thần sơn bên trên, vừa vặn có mấy cái chiến gia con em, thuận tay bắt vào đến hỏi một chút tình huống. Huyền Thần Sơn, mọi người hai mặt nhìn nhau, tử thần bí cảnh tại đại lục phía tây Hắc Hải, Huyền Thần Sơn lại tại đại lục trung tâm, xuyên qua hư không cổ đạo lại đã tới Huyền Thần Sơn. Bất quá đã ra, mọi người treo giữa không trung tâm đều để xuống, Phật Hoàng đi qua tại chiến gia trưởng lão trên đầu vỗ một cái, trưởng lão này tỉnh lại, bản năng muốn công kích, nhưng nhìn thấy Phật đế doãn đế giả dạ hậu bọn người lập tức một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, dọa đến thân thể run lên. Ngươi là chiến thiên chỗ A, doãn hoàng nhận biết người này, nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta cũng chưa chết, không phải quỷ, nhìn thấy ta ra lão ra con bọn hắn, còn không hành lễ. Chiến gia trưởng lão đôi mắt co rụt lại, sợ hãi quỳ xuống nói, chiến thiên chỗ gặp qua chư vị đại nhân, các ngươi. Thật không có chết, nói nhảm, doãn hoàng hừ lạnh một tiếng, đại biểu mọi người trầm giọng hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào rõ ràng rành mạch nói một lần, nếu có nửa điểm giấu giếm, cẩn thận mạng chó của ngươi. Ách, còn lại các vị chiến gia võ giả tỉnh lại, đầy mắt mơ hồ nhìn qua mọi người, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm, người bên trong này đều là dậm chân một cái mấy phương chấn đáng đại nhân vật, bọn hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía chiến thiên địa phương. Chiến thiên nhìn vài lần giang giật, đầy mắt oán độc nói ra, chư vị đại nhân, vì sao? Cùng tên bại hoại này gian tế cùng một chỗ người này giết chết ta gia tộc trưởng mời chư vị đại nhân giúp chúng ta làm chủ. Cái gì? Doãn đế hiên đế giang giật bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến, chỉ có Phật đế cùng Thánh Hoàng cùng 60 tên đại tù trưởng mặt không biểu tình. Phật đế khe khẽ thở dài nói, ta đã sớm tính tới xảy ra đại sự, lão chiến quả vậy mà bị hại. Phật hoàng đôi mắt nhất chuyển, lạnh giọng hỏi, chiến đế lúc nào chết ở đâu chết? Chiến thiên trừng mắt liếc giang giật nói, hơn ba tháng trước, ta gia tộc trưởng bị giang giật cùng ngao lư tại phong hỏa đại lục liên thủ ám sát, việc này đại lục đều biết, mời các vị đại nhân thay ta gia tộc trưởng báo thù. Ha ha, giang giật cười nhạt một tiếng, cái gì đều không có giải thích. Phật Hoàng lạnh giọng nói ra, giang giật cùng chúng ta cùng một chỗ 4 năm tháng, một mực tại trong hắc hải, làm sao có thể đi phong hỏa đại lục đánh giết chiến đế nhanh chóng đem đại lục gần nhất phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần, việc này quan hệ đến thiên tinh giới nhân tộc tồn vong. Cái này, chiến thiên chỗ có chút hoài nghi nhìn mọi người một chút, vẫn là không tin tưởng hỏi, giang giật thật cùng các ngươi cùng một chỗ 4 năm tháng. Nói nhảm, doãn đế lạnh giọng nói ra, chúng ta mấy người hội lừa ngươi. Phật đế doãn đế dạ hậu hiên đế, Cửu Đế bên trong bốn cái đại đế đều tại nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không gạt người, nhất là Phật Đế càng là đức cao vọng trọng. Chiến Thiên chỗ bán tín bán nghi trầm ngâm một lát, nói ra: Hơn ba tháng trước, phong hỏa đại lục bên kia xuất hiện dị động, mấy cái đại lục loạn chiến, ta gia tộc trưởng cùng bác đế triệu tập đại lục cường giả cùng đi chân áp, kết quả Chiến Thiên đem gần nhất tình huống bên ngoài nói rõ chi tiết một lần, nên nói đạo chiến đế bị hại lúc toàn bộ trên mặt người đều lộ ra vẻ thê lương, tụ liền giang giật cũng yên tĩnh lại. Chiến đế mặc dù cùng hắn một mực không hợp nhau, nhưng rất rõ ràng cũng không phải là phía sau màn chủ mưu, nhân loại đỉnh phong nhất cường giả một trong bị mưu hại, đây là nhân tộc tổn thất. Về sau chiến thiên chỗ nói bác đế gây dựng nhân tộc liên minh, chính mình trở thành minh chủ, toàn bộ trên mặt người đều lộ ra vẻ đùa cợt, bác đế lộ ra giữ tận chân diện mục, thật sự là hắn nghĩ nhất thống thiên hạ, trở thành huyền đế thứ hai. Mà tại chiến thiên chỗ nói thú đế cùng kiếm đế trở thành phó minh chủ, ủng hộ bác đế thượng vị, hình mộng huyền xuất hiện lúc, Phật đế bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm đế cùng thú đế cư nhiên trở thành bác đế chó săn theo lý thuyết đây cơ hồ không thể nào, cửu đế gia tộc đều có xâm nghiêm tộc quy, cửu đế cũng là có tôn nghiêm, không có khả năng biến thành bác đế chó săn, giúp hắn trợ trụ vi ngược, lại nói thú đế cùng kiếm đế đi theo bắc đế cũng không có chỗ tốt ra. À? Chẳng lẽ hai người đều bị khống chế, biến thành hồn nô đây không có khả năng a à? Doãn hoàng thì thào một tiếng, mạnh như thế người gần như phi thường khó khăn khống chế, giống như một khi phát giác có người muốn khống chế hai người linh hồn, khẳng định tình nguyện tự sát cũng sẽ không cam lòng biến thành hồn nô. Không ai nghĩ đến thông, việc này chỉ có kiếm đế cùng thú đế mới biết. Đối với hình mộng huyền xuất hiện, mọi người không có chút nào ngoài ý muốn, thiên minh tông cùng bác đế mặc một đầu quần, hai nhà này vốn chính là chủ sử sau màn, hình mộng huyền không ủng hộ bắc đế mới kỳ quái đâu. Sự tình phía sau phát triển được để giang giật không thể chịu đựng được, kỳ thiên thần bị giết, kỳ gia cường giả đại bộ phận bỏ mình, giờ khắc này thú đế tại giang giật trong lòng trở thành tất sát mục tiêu một trong. Oanh, các loại chờ chiến thiên chỗ nói nhân tộc lần thứ hai thánh chiến đã kết thúc, ngao lư ảnh hoàng các loại chờ, vô tận biển sâu đại yêu toàn bộ chiến tử về sau, Giang giật trong đầu nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ngao lư đối với hắn có ân, có đại ân, cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn vẻn vẹn đi hắc hải một chuyến, lại âm dương lưỡng cách. Nội tâm của hắn giấy lên cam giận ngút trời, ánh mắt nhìn về phía chiến thiên chỗ nghiến răng nghiến lợi nói ra, bác đế giờ khắc này ở cái nào. Tại, tại, chiến thiên chỗ bị giang giật nhìn thoáng qua, cảm giác linh hồn bên trong đều đang bốc lên hàn khí, run rẩy nói ra, 13 ngày trước, nhân tộc liên quân đã xuất phát đi tuyết vực, giờ phút này phải cùng tuyết vực khai chiến. Cái gì, giang giật kinh hô lên, không có chút gì do dự khống chế huyền thần cung bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương bắc độn thiên mà đi. 13 ngày thời gian đại quân giống như theo bác đế thành lên đường, rất có thể liền muốn đến tuyết vực, chờ bọn hắn chạy tới, đoán chừng tuyết vực đều chó gà không tha. Cắt cắt chương 1260, Phụ Hoàng chờ ngươi rất lâu. Giang giật khống chế huyền thần cung hướng phương Bắc Độn Thiên, Phật Đế để chiến vô địch tiếp tục giảng thuật đại lục gần nhất phát sinh sự tình, kỹ càng nghe một lần sau hắn trầm ngâm, một nén nhang sau rất quả quyết nói ra, Giang giật, khống chế huyền thần cung Độn Thiên ra ngoài. Các ngươi chia ra hành động, Phật đế nhìn lướt qua Phật Hoàng Doãn Hoàng Hiên Hoàng cùng đêm Hoàng hạ lệnh, các ngươi sau khi rời khỏi đây, lập tức bí mật hành động, một người đi tìm đường thần cơ, lão gia hỏa này khẳng định thụ thương không nghiêm trọng như vậy, hắn cũng tuyệt đối phát hiện vấn đề, thuyết phục hắn lập tức truyền tống đi thuyết phục. Những người còn lại phân biệt đi hiên ra, mặc gia, thiên long tông, tiêu giao tông. Để bọn hắn gia tộc tông phái sử dụng đưa tin mật trận đưa tin cho bọn hắn tộc trưởng, đem sự tình ngọn nguồn nói cho bọn hắn, để bọn hắn coi như không giúp chúng ta cũng không cần trợ trụ vi ngược phật hoàng nhẹ gật đầu doãn hoàng lại có chút trần chờ mà hỏi như thế đưa tin vạn nhất có gia tộc triệt để đầu nhập vào bắc đế cùng thiên minh tông đến lúc đó đánh cỏ động rắn làm sao bây giờ yên tâm đi phật đế khoát tay áo nói những lão gia hỏa này không đến mức như thế ngu xuẩn bằng không bọn hắn gia tộc và tông phái đã sớm diệt phong những lão gia hỏa này từng cái quỷ tinh vô cùng người xem bọn hắn có thể từng đi thượng vị làm phó minh chủ mà lại ta chính là cố ý đánh cỏ động rắn, võ thương cùng hình ma biết rõ chúng ta trở về, khẳng định không dám lập tức đối tuyết vực động thủ. Đúng, Giang giật đôi mắt sáng lên, bọn hắn trở về, võ thương cùng hình ma đầu tiên nghĩ tới khẳng định là thế nào đối phó bọn hắn, mà không phải sốt ruột hủy diệt tuyết vực. Dù sao tuyết vực đối với bọn hắn cũng không có quá lớn uy hiếp, chỉ cần diệt sát bọn hắn, tuyết vực tiện tay có thể dùng hủy diệt. Giang giật nghĩ nghĩ trầm giọng nói ra, nếu không ta đi bắc đế thành, vây ngụy cứu triệu, khiến cho võ thương rút quân hồi viên. Phật đế cùng hiên đế liếc nhau, trầm ngâm một phen nói, cũng không phải không thể, bất quá giang giật, người phải bảo đảm không muốn đánh giết bình dân cùng người già trẻ em. Lần này đại lục chết người đủ nhiều, người không thể lại loạn lên mổ giết. Người đi bắc đế thành, chúng ta bí mật đi tuyết vực, bọn hắn đi liên lạc đường thần cơ bọn người, đến lúc đó cùng công chi liền có thể vạn vô nhất thất. Tốt, mọi người kỹ càng thương nghị một phen, giang giật khống chế huyền thần cung độn thiên ra ngoài, huyền thần cung năng lượng không nhiều, độn thiên tốc độ rất chậm. Các loại chờ độn thiên đi tuyết vực, đoán chừng thi thể đều lạnh, cưỡi truyền tống trận tốc độ sẽ nhanh hơn, đến tuyết vực biên giới Phật đế bọn người lại tốc độ cao nhất bay đi, dạng này tốc độ sẽ nhanh hơn. Lập tức toàn bộ người chia làm ba đợt, Giang giật mang theo Thánh Hoàng cùng Giang tiểu nô y thiền doãn nhược băng tiểu phỉ, Phật đế bốn cái lão ra hỏa đem 60 đại tù trưởng cất vào không gian thần khí bên trong bằng nhanh nhất tốc độ đi tuyết vực, Phật Hoàng bọn người bí mật đi liên hệ đường thần cơ bọn người phật hoàng phật đế bọn người là bí mật hành động sở dĩ cũng không có cùng giang giật cùng đi giang giật thần thức quét qua tìm được một cái thành nhỏ bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi hắn cũng không có thay đổi linh hồn khí thức cùng bên ngoài cứ như vậy quang minh chính đại bay đi rất nhanh đưa tới phụ cận vô số võ giả chú ý rất nhiều người hoảng sợ nhìn qua hắn trước tiên đưa tin các loại chờ giang giật đến thành nhỏ về sau thành nội vòng bảo hộ đã sớm mở ra thành nội cường giả toàn bộ tụ tập tại trên quảng trường như lâm đại địch phá Thành nội cường giả đối với Giang Giật tới nói cùng sâu kiến không có khác nhau, hắn mạnh mẽ đâm tới mà đi, một quyền đập vào vòng bảo hộ phía trên, kia có được cường đại lực phòng ngự vòng bảo hộ lập tức phá thành mảnh nhỏ. Giang Giật không đợi mọi người công kích đã vọt vào trong quảng trường, đứng ở trong truyền tống trận, hắn đằng đằng sát khí quét qua bốn phía hộ vệ nói, hoặc là mở ra truyền tống trận, hoặc là các ngươi đều chết. Mở ra truyền tống trận, thành chủ cũng không phải là ngớ ngẩn, hắn chỉ có thiên quân đỉnh phong thực lực, giang giật bóp chết hắn như ngắt chết một cái kiến tộc nhẹ nhõm. Hắn phi thường quả quyết hạ lệnh mở ra truyền tống trận, đem giang giật truyền tống đi cái này đại vực chủ thành bên trong, còn như đi chủ thành giang giật sẽ làm cái gì, hắn có thể không quản được nhiều như vậy, cũng không có thực lực đi quản. Ông, bạch quang lóe lên giang giật đã tới cái này đại vực chủ thành, thành nội đã sớm nhận được tin tức, lưu thủ cường giả dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ tụ tập trên quảng trường. Trong đó còn có một cái bán thần, bốn ngũ tinh cường giả đạt đến hơn 10 bất quá đồng dạng không có người nào dám động thủ, giang giật tại đại lục tiếng xấu rõ ràng, cũng tương tự có được vô thượng hung uy, ai dám loạn công kích, chỉ có tự tìm đường chết. Giang giật cũng không có động thủ, ánh mắt quét qua tên kia bán thần nói, mở ra truyền tống trận, ta muốn đi bắc đế thành, đưa tin cho dọc đường chủ thành, ta chỉ là đi ngang qua, ai dám ngăn cản ta, giết chết bất luận tội. Mở ra truyền tống trận, cái này đại gia tộc cung phụng thở dài một hơi, vội vàng hạ lệnh đem cái này ôn thần đưa tiến đồng thời trước tiên để cho người ta đưa tin cho dọc đường chủ thành, đem giang giật muốn đi bắc đế thành tin tức truyền ra, để dọc đường thành trì không muốn ngăn cản. Nhân tộc liên quân đã đi thuyết phục mười mấy ngày, lưu thủ tại Đông Hoàng Đại Lục Cường giả cũng không nhiều, giờ phút này giang giật nếu muốn huyết tẩy đại lục, không có bất kỳ cái gì một thành trì cùng gia tộc có thể ngăn cản. Ai cũng không muốn chết, bọn hắn đều không phải là ngớ ngẩn, giang giật đi tìm vũ ra phiền phức, tử đạo hữu không chết bần đạo, bọn hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Giang giật ra đông hoàng đại lục, giờ phút này chính hướng bắc đế thành truyền tống mà đi. Tin tức như hoa tuyết rất nhanh truyền khắp đông hoàng đại lục phương Bắc, vô số gia tộc đưa tin mật trận sáng lên trùng thiên quang mang, đem cái này chấn động lòng người tin tức truyền ra đi, đồng thời trước tiên đưa tin đi tuyết vực nhân tộc liên quân bên trong bắc đế bọn người. Bắc đế thành đại loạn, đường thần cơ không quản sự, lần này bắc hoàng chủ quản hậu phương, bắc đế thành ngay tại tuyết vực phía nam, sở dĩ nơi này chính là hậu phương. Bác Hoàng cũng không có theo quân xuất trinh, hắn nhận được tin tức sau trước tiên đưa tin cho bác đế, sau đó chuyển di ra tộc tử đệ tộc nhân, đồng thời triệu tập lưu thủ tại vũ ra bốn vực toàn bộ cường giả, chuẩn bị tử thủ bắc đế thành. Giang giật truyền tống tốc độ quá nhanh, trên đường căn bản không có người dám ngăn trở, vẹn vẹn hai canh giờ hắn tự đã tới vũ ra bốn vực phương Nam Yên ra địa bàn. Cũng không phải là hắn không muốn trực tiếp truyền tống đi bắc đế thành, mà là vũ ra bốn vực truyền tống trận toàn bộ đóng lại, căn bản là không có cách truyền tống. Suy suy, Hắn xé rách hư không độn thiên mà đi, vũ ra bốn vực cũng không lớn, hắn tốc độ cao nhất độn thiên phía dưới, vẻn vẹn nửa canh giờ tụ đã tới bác đế thành phụ cận. Bác đế thành giờ phút này vòng bảo hộ mở ra, thành nội loạn thành hỗn loạn, bác hoàng cùng mấy tên bán thần sừng sướng tại vũ bảo trên không, dưới thân là mấy vạn vũ gia đại quân, bác hoàng trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hoàng, hắn nhìn qua nhanh chóng bay tới giang giật, đột nhiên quát khẽ quan bế vòng bảo hộ. Vù vù, một tên bán thần vung tay lên thành nội bản mở ra vòng bảo hộ đột nhiên đóng cửa thành nội hoàn toàn không đề phòng bắc hoàng nhìn qua rừng ở thành trì bên ngoài đằng đằng sát khí giang giật lạnh giọng nói ra giang giật phụ hoàng chờ ngươi rất lâu ông mấy tên bán thần đồng thời đánh ra nguyên lực phía dưới mấy cái tòa thành sáng rõ hội tụ thành một đạo to lớn cột sáng phóng lên tận trời tiếp lấy bầu trời ngưng tụ ra một bước to lớn vẽ tranh mặt giang giật quét qua sắc mặt đại biến trên tấm hình lại là tuyết vực thánh sơn bên ngoài giờ phút này thánh sơn phụ cận khoảng chừng mấy ngàn vạn đại quân bắc đế kiếm đế thú đế hình mộng huyền bọn người toàn bộ đều tại mà lại giang giật còn chứng kiến hai người quen bắc đế dưới chân dẫm lên máu me khắp người ma thần mà hình mộng huyền trong ngược lại ôm hôn mê bất tỉnh tô như tuyết giang giật chúng ta tại tuyết vực chờ ngươi năm ngày năm ngày không đến thiên ẩn tông hôi phi yên diệt người của ngươi cũng toàn bộ sẽ chết mặt khác nếu dám đánh giết bắc đế thành nội bất kỳ người nào tự gánh lấy hậu quả bắc đế lạnh lùng truyền âm truyền đến bầu trời hình tượng phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. chương 1261, sự tình khác thường tất có yêu. Năm ngày thời gian giang giật có thể tiến đến tuyết vực, độn thiên phía dưới ba ngày là đủ rồi. Để giang giật không nghĩ ra là, thiên ẩn tông rõ ràng không có bị công phá, vì sao tô như tuyết hội rơi vào hình mộng huyền trong tay dựa theo lẽ thường tới nói tô như tuyết hẳn là tại thiên ẩn tông bên trong, chẳng lẽ là chính nàng đi ra. Phù độc, giang giật nghĩ đến một cái có thể, Tô Như Tuyết linh hồn bên trong đều là phù độc, phù này độc nghe nói là Thiên Minh Tông dùng để khống chế trong tông phái con em chẳng lẽ lại bởi vì như thế, Tô Như Tuyết bị hình ma hoặc là hình mộng uyển khống chế tự đi ra ngoài. Trừ cái đó ra giang giật không nghĩ ra nguyên nhân khác, bất quá mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, cái này Bắc Đế Thành là không thể công kích, Tô Như Tuyết cùng ma thần bị bắt rồi, hắn chỉ có ngoan ngoãn đi tuyết vực. Đương nhiên, giang giật không phải năm đó tên ngu ngốc kia, bị người cầm con tin liền sẽ hoàn toàn dựa theo nhân gia ý nghĩ đi làm. Nguyễn kiếm trong tay của hắn múa, thả ra thần âm thiên kỹ, một đạo âm thanh khủng bố vang lên, để toàn thành rất nhiều người đều lăn lộn dưới đất, giang giật thân thể cũng hóa thành thiểm điện hướng phía dưới Bắc Hoàng phóng đi. Giang giác, tốc độ của hắn quá nhanh, không nói hắn vận dụng nguyên lực, coi như bằng vào thân thể tốc độ cũng không phải Bắc Hoàng có thể phản ứng qua được tới. Khoảng cách gần như thế, Bắc Hoàng bị thần âm thiên kỹ chân áp hoàn toàn không động được, giờ phút này các loại chờ tỉnh táo lại lúc đã bị giang giật nắm cổ. Giang giật, ngươi dám, giang giật ta ra tộc trưởng nói người dám động nơi này một người tôi như tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ thả nhà ta gia chủ không sai giang giật người dám làm loạn tộc trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi mấy tên bán thần gầm thét ngược lại là không ai dám công kích chọc giận giang giật cái tên điên này sợ là thành trì đều sẽ bị hắn đổ năm đó hắn một người tự dám huyết tẩy vũ ra bốn vực hắn chuyện gì làm không được giang giật không để ý đến cái này mấy tên bán thần ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt biến đến âm trầm bác hoàng nói người tốt nhất đừng nhúc nhích nếu không ta hội phế người đan điền đừng nghĩ lấy đánh lén ta người chút thực lực ấy căn bản không gây thương tổn được ta hiểu không bác hoàng không nhúc nhích lạnh lùng nhìn giang giật nói giang giật người coi như bắt được ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ông giang giật lấy ra huyền thần cung đem bác hoàng ném vào cái sau đi vào ngẩng đầu nhìn đến y thiền cùng doãn nhược băng giang tiểu nô lập tức đại hỷ thân thể khẽ động liền muốn bắt cóc ba người nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện sau lưng có một cái cự đại bóng đen, cùng một cỗ cường đại sát cơ khóa chặt hắn. Hắn thân thể còn không có động một cái đại thủ hung hăng vỗ xuống, đem hắn đặt mông đập vào trên mặt đất, hắn nghĩ đứng thẳng thân thể cũng không thể, thánh hoàng một tấm to lớn mặt tiếp cận xuống tới, lạnh giọng nói ra, thiếu chủ nhà ta cùng ta bàn giao, người nếu dám động trực tiếp một trường vỗ chết, sở dĩ tiểu tử, người tốt nhất đàng hoàng ngồi. Thánh hoàng, bác hoàng biết rõ thánh hoàng, tử thần mật trong nước sự tình hắn biết đến nhất thanh nhị sở, giờ phút này triệt để không dám động, nội tâm cũng lo lắng bất an, thực lực này kinh thiên dã nhân đều đi theo ra ngoài, phiền phức lớn rồi. Bên ngoài giang giật thu hồi huyền thần cung đã độn thiên mà đi, Phật đế bọn người là thẳng tắp cưới truyền tống trận, hắn vượt một cái khúc quanh lớn, theo lý thuyết Phật đế đám người đã tại chiều tuyết vực bay đi. Sở dĩ hắn độn thiên một khoảng cách về sau, hội phóng thích thần niệm dò xét, tìm kiếm Phật đế bọn người. Tô Như Tuyết cùng Ma Thần tại Bắc Đế hình mộng uyển trong tay, nhưng Giang Giật cũng không có mất lý trí. Con tin chiều này rất nhiều người đối với hắn dùng qua, hắn đã không phải là năm đó vọng động cái gì đều không để ý giang giật. Giống như bởi vì con tin để hắn đầu hàng, hắn chắc chắn sẽ không làm ra như thế việc ngốc. Đầu hàng hắn sẽ chết, con tin cũng sẽ chết, bác đế cùng hắn mâu thuẫn không cách nào điều hòa, hai người chỉ có công việc của một người. Sở dĩ lần này hắn chuẩn bị mặc kệ con tin, trước hết nghĩ biện pháp giết bác đế hình mộng huyền lại nói. Giống như, bởi vậy tôi như tuyết cùng ma thần chết rồi hắn liền bồi các nàng cùng chết, đây chính là hắn thời khắc này ý nghĩ. Quả nhiên đã ở nửa đường, độn thiên tiểu nửa ngày, tại tuyết vực cùng Đông Hoàng Đại Lục ở giữa hoang nguyên khu vực, Giang Giật phát hiện cấp tốc đi đường Phật Đế, những người còn lại không thấy tâm hơi, hẳn là bị Phật Đế cất vào không gian thần khí bên trong. Phật Đế cũng phát hiện hắn, cấp tốc cuồng bay thân thể ngừng lại, cho Giang Giật đem sự tình cùng hắn giảng tố một lần về sau. Phật đế gật đầu nói, Giang giật, lần này ngươi làm rất tốt. Yên tâm đi, Võ thương muốn giết là người cùng ta, chúng ta không chết, những người khác dễ nói. Võ thương nếu biết người trở về, như vậy hắn sẽ không suốt ruột nhìn trời ẩn tông động thủ, chỉ cần chúng ta trong năm ngày tiến đến là đủ. Ừm, Giang giật nhẹ gật đầu, Phật đế trầm tư một trận nói, bọn hắn đưa tin đã liên lạc với đường thần cơ, giờ phút này chính mang theo hắn hướng Phật đế thành truyền tống mà đi. Người có thể độn thiên, người đi đem đường thần cơ tiếp đến đi. Giang giật, một trận chiến này quan hệ đến thiên tinh giới nhân tộc vận mệnh, ta hy vọng ngươi vạn sự đều muốn tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo chúng ta mới sẽ không trúng kế, mới có thể thắng kẻ thắng lợi cuối cùng, ta trước tiến đến tuyết vực dò xét một chút tình huống, trễ chút ngươi đuổi theo tới, chú ý ta lưu lại ký hiệu. Tốt, Giang giật cùng Phật đế thương nghị một trận, độn thiên trở về hướng Phật đế thành mà đi. Tiểu nửa ngày sau hắn đã tới Phật đế thành, Phật hoàng bọn người đã sớm tại bực này chờ đợi, đường thần cơ hai chân quả nhiên tốt, mà lại chiến lực hẳn là cũng không nhận được ảnh hưởng rất lớn, tại vô tận biển sâu rõ ràng là đang diễn trò giang giật nhìn thấy giang giật đường thần cơ thần sắc có chút phức tạp phật hoàng bọn người đem sự tình đã toàn bộ cùng hắn nói lại cùng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình liên hệ tới đường thần cơ giống như còn đoán không được chân tướng sự tình hắn cũng không xứng làm đường ra người cầm lái đường tộc trưởng sự tình khẩn cấp nói nhảm cũng không muốn nói nhiều đi trước tuyết vực đi giang giật mặt không biểu tình cùng đường thần cơ nói đơn giản vài câu đem mọi người đều ném vào huyền thần cung, lúc này mới dùng nhất tốc độ hướng tuyết vực độn thiên mà đi. Có đường thần cơ tại giang giật lực lượng tăng nhiều, cũng không phải là bởi vì đường thần cơ thực lực, mà là địa vị của hắn cùng uy vọng. Có hắn cùng Phật đế bọn người ra mặt, đoán chừng rất nhiều đại gia tộc đều có thể nhẹ nhõm sách phản, nhân tộc liên quân vừa loạn, bằng vào bác đế cùng thiên minh tông có thể là mọi người đối thủ. Giang giật ngày đêm không ngừng độn thiên, thân thể của hắn rất mạnh, nếu là lúc trước thời gian dài liên tục độn thiên thân thể khẳng định không chịu nổi, giờ phút này lại cùng không có chuyện gì người đồng dạng. Hao tốn một ngày một đêm, hắn đã tới tuyết vực, cũng thông qua trên đường lưu lại ký hiệu một đường truy tung đến Phật Đế. Phật Đế giờ phút này đã đến băng hải phụ cận, còn cùng y ra tiềm phục tại tuyết vực trinh sát liên lạc với, xác minh tình huống. Tình huống phi thường sáng tỏ, nhân tộc liên quân tại tuyết vực công thành chiếm đất, đánh đầu thắng đó, tại giang giật bọn người trở lại Đông Hoàng Đại Lục lúc, đã diệt mười mấy cái chủng tộc. Đường đao tộc, thiên ma tộc, ải nhân tộc, bạch hổ tông đều bị diệt, mà thần cũng bị bắt được. Đại quân binh lâm dưới thánh sơn, còn không có công kích thiên ẩn tông giang giật liền chờ người trở về. Sở dĩ bắc đế hạ lệnh đại quân ngay tại dưới thánh sơn đóng quân, tỏ rõ ý đồ chờ đợi giang giật bọn người đến đây, tựa hồ chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Không đúng, giang giật sau khi nghe xong, lập tức ngưng chóng lắc đầu nói ra, sự tình ra khác thường tất có yêu, bắc đế nếu biết ta trở về, khẳng định như vậy cũng biết các ngươi trở về. Hắn không sợ nhân tộc liên quân bị sách phản, liên thủ công kích bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối có âm mưu quỷ kế. Mặc kệ có hay không quỷ kế, chúng ta đều chỉ có thể đi Thánh Sơn. Phật đế trong tay xuất hiện một cái xá lợi tử, quang mang một thịnh đem hiên đế doãn đế giả dạ hậu bọn người phóng thích ra ngoài, lúc này mới vung tay lên nói, đã hắn tỏ rõ ý đồ muốn quang minh chính đại một trận chiến, chúng ta cũng không tốt vụng trộm mạc mạc, đi thôi. Toàn bộ đi chiếu cố võ thương cùng lão ma đầu chương 1262, bản tọa chơi với ngươi. Thánh Sơn giờ phút này rất náo nhiệt, lần này bác đế tụ tập nhân tộc hơn 4.000 vạn đại quân, một đường khai chiến xuống tới, chết đi gần ngàn vạn, còn thừa lại 3.000 vạn đại quân. Giờ phút này 3.000 vạn người đem toàn bộ Thánh Sơn Nam Bộ Hoang Nguyên toàn bộ chiếm cứ, lít nha lít nhít doanh chạy kéo dài mấy ngàn dặm, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, khắp nơi đều là trinh sát cùng tuần tra quân đội, một mảnh kêu loạn. Phật Hoàng bọn người một phen bí mật hành động lên rất tốt hiệu quả, những cái kia ẩn thế đại tông tông chủ, thập đại thế gia tộc trưởng đều nhận được tin tức. Tin tức này cho bọn hắn có tính chấn động phi thường lớn, mặc dù tin tức tính chân thực còn chờ chứng thực, rất nhiều trong lòng người đã tin tưởng, liền chờ Phật đế bọn người đến. Phía sau màn hắc thủ là bác đế cùng thiên minh tông. Tin tức này sở dĩ dễ dàng như vậy bị người tin tưởng, là bởi vì bác đế đạt được lợi ích lớn nhất, giống như Phật đế bọn người chế một hai tháng ra, hoặc là vĩnh viễn không ra, toàn bộ thiên tinh giới sẽ sửa họ võ. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều muốn xem cuối cùng thu hoạch được lợi ích lớn nhất là ai. Không thể nghi ngờ mọi chuyện cần thiết cuối cùng thâu được ích lợi là võ thương, mục đích của hắn tính cũng phi thường rõ ràng, cái kia chính là nhất thống thiên hạ, trở thành đời thứ hai huyền đế. Đương nhiên, mấu chốt nhất là bác đế lần này tướng ăn quá khó nhìn, một người trở thành minh chủ, phó minh chủ đều là hắn người, điều này không khỏi làm cho mọi người hoài nghi. Nhất là lần này tuyết vực chi chiến, mỗi lần công kích đại tộc đại tông, Bắc đế đều là để đề thượng cổ thế gia cùng ẩn thế đại tông xuất chiến, cái này rõ ràng là tiêu hao bọn hắn gia tộc chiến lực, cái này đổi lại ai cũng ngội hoài nghi Bắc đế động cơ. Bất quá, cái này một hai ngày Bắc đế cùng hình mộng uyển kiếm đế thú đế đám người hành vi, lại làm cho mọi người xem không hiểu. Các nàng không có bất cứ động tính gì, một mực ngồi tại thiên cơ thuyền bên trên nhàn nhã uống trà, cảm giác hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, không có bất kỳ cái gì bối rối càng không có một tia lo lắng, tựa hồ các nàng không biết Phật đế bọn người ra. Báo, nơi xa truyền đến một đạo to lớn quát khẽ âm thanh, kia trinh sát tựa hồ cố ý kêu lớn tiếng như vậy. Một tiếng tiếng truyền báo, đem vô số người đại gia tộc tộc trưởng đều kinh động, hắn thân thể bay vụt mà đến, lên bắc đế thiên cơ thuyền, quỳ một gối xuống trên bong thuyền quát khẽ, báo minh chủ, giang giật, Phật đế, hiên đế, giả hậu, doãn đế, đường thần cơ dẫn một đám người chính hướng bên này chạy đến. Khoảng cách bên này chỉ có nửa ngày lộ trình soạt toàn trường sôi trào những cái kia ẩn thế đại tông tông chủ và thượng cổ thế gia tộc trưởng càng là chấn kinh đến không gì sánh kịp cái này trinh sát rõ ràng là bác đế cố ý để hắn truyền báo nếu không nói chuyện sẽ không lớn tiếng như thế bác đế đây là ý gì phật đế bọn người ở tại ngoại giới cho rằng đã sớm chết đi lại đột nhiên xuất hiện còn cùng giang giật cùng một chỗ cái này đủ để cho quân tâm động dao động bác đế giống như không điên hắn vì sao hạ như thế mệnh lệnh chẳng lẽ lại hắn không sợ liên quân phản bội hắn một người ắt con niềm tin lực áp toàn trường cường giả, chém giết giang giật Phật đế bọn người. Lại dò xét, bác đế ngồi tại thiên cơ thuyền bên trên bong tàu bên trên, giờ phút này bong tàu bên trên không chỉ chỉ có hắn một người, còn có hình mộng huyền, vũ nghịch, kiếm đế, thu đế mấy người đều vây quanh ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà, bộ dáng nhàn nhã đến cực điểm, tựa hồ nơi này là vũ bảo hậu hoa viên. Đi qua ngắn ngủi huyên náo về sau, vô số người nhìn thấy bác đế bọn người bộ dáng nhàn nhã lại quỷ dị yên tĩnh trở lại hai ngàn vạn đạo ánh mắt khóa chặt lơ lửng giữa không trung thiên cơ thuyền nhìn qua ngồi trên bong thuyền mấy người nội tâm đều lo lắng bất an chàng diện tà quỷ tới cực điểm lão mực a à, mắt của ta ra luôn luôn đang nhảy tại sao ta cảm giác có chút không đúng a à? hiên gia tộc trưởng cùng mặc gia tộc trưởng truyền âm một câu cái sau mí mắt cũng đi theo nhảy dựng lên ngẩng đầu nhìn một cái bác đế bọn người lắc đầu truyền âm nói ta cũng cảm giác không thích hợp nhưng chính là không biết nơi đó xảy ra vấn đề, ta luôn cảm giác hôm nay phải có đại sự phát sinh, làm không tốt tất cả mọi người muốn xong đời. Phật đế bọn người sẽ đến, mặt phía Bắc Thánh Hậu tùy thời có thể dùng triệu tập đại quân xuất kích, nhân tộc liên quân bên này thượng cổ thế gia ẩn thế đại tông rất có thể phản bội, Bắc đế bọn người lại nhàn nhã uống trà. Quỷ dị như vậy tình huống, thực sự để cho người ta có chút nội tâm run rẩy. Không chỉ là hiên gia mặc gia tộc trưởng, càng nhiều đại tộc trưởng nội tâm đều có chút sợ hãi nhưng không ai dám loạn động, giờ phút này ai dám loạn động đoán chừng sẽ lập tức bị chém giết, bắc đế bên người một tên bán thần thế nhưng là cõng cái kia đem thần khí chiến đao A. À. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, không chung thế mà không có tuyết bay, ngược lại tạch, ánh mặt trời ấm áp chiếu dọi tại trên thân thể người ấm áp, nhưng rất nhiều người lại cảm giác toàn thân rét run, không rét mà run. Báo, sang giật đám người đã khoảng cách 500 vạn lý. Báo, sang giật bọn người khoảng cách 300 vạn lý. Báo, giang giật bọn người khoảng cách trăm vạn lý, cái kia trinh sát không ngừng đem tình báo truyền báo tới, mỗi lần đều dùng nguyên lực dao động để toàn quân cũng nghe được. Toàn trường bầu không khí càng thêm ngưng trọng, rất nhiều người đều không dám lớn tiếng hô hấp, ánh mắt khóa chặt phía nam, chờ đợi giang giật đám người đến. Sau gần nửa canh giờ, một chiếc to lớn thiên cơ thuyền nhanh chóng phá không mà đến, khoảng cách đại quân trăm dặm sau bắt đầu giảm tốc. Rất hơn nửa thần thần thức trước tiên quét tới, lập tức xác định rất nhiều chuyện nội tâm càng thêm rung động. Thiên cơ thuyền là đường ra, trên thuyền người không nhiều, bất quá mỗi một cái đều là danh chấn tứ phương đại nhân vật, bốn gia tộc trường, đường thần cơ, giang giật, giang tiểu nô, còn có bị một cái cao tới một trượng cự nhân bóp ở lòng bàn tay Bắc Hoàng. Phật đế bọn người ánh mắt thanh minh, rõ ràng không giống như là bị người khống chế, đường thần cơ đã từng là liên quân phó minh chủ, vẫn là thiên hạ đệ nhất giàu có gia tộc tộc trường, hiên đế, doãn đế, dạ hậu, Phật Hoàng, doãn Hoàng, đêm hoàng hiên hoàng bất kỳ cái gì một người tại đại lục đều lừng lẫy nổi danh nhiều người như vậy cùng lúc xuất hiện cùng giang giật đứng chung một chỗ cái này đã có thể cho thấy một loại nào đó chân tướng phó thương vẫn là không nhúc nhích mặc cho thiên cơ thuyền tới gần tụ liền hình mộng huyền cùng vũ nghịch đều không nhúc nhích chỉ có kiếm đế cùng thú đế hai người đầu có chút nâng lên ánh mắt nhìn về phía phía nam ma thần cùng tô như tuyết cũng tại thiên cơ thuyền bên trên ma thần minh hiển bị đả thương nặng tô như tuyết vẫn còn đang hôn mê bên trong. Phân biệt bị hai tên bán thần cưỡng ép trong tay. Bác đế Ly kia to lớn thần khí chiến đao giờ phút này còn tại làm nổi bật ra um tùm hàn quang, chàng diện càng phát quỷ dị. Hưu, sang giật đám người thiên cơ thuyền tại đại quân phía trước 10 dặm ngừng lại, Phật đế bọn người ánh mắt xa xa nhìn qua xa xa thiên cơ thuyền, sắc mặt một mảnh yên lặng, hôm nay tình huống quỷ dị để bọn hắn nội tâm đều có chút sợ hãi. Bất quá đã tới, mọi người đã làm xong tử chiến quyết tâm. Ông, đúng lúc này trên thánh sơn một cái truyền tống trận phát sáng lên mấy vạn thân ảnh tại trong truyền tống trận không ngừng ngưng kết thánh hậu mang theo thiên ẩn tông toàn bộ cường giả còn có tuyết vực còn sót lại cường giả đều truyền tống ra chiến vô song hoàng phủ đào thiên mấy người cũng tại trong đại quân toàn bộ đều không nhúc nhích ánh mắt lóe sáng nhìn về phía giang giật bên kia rõ ràng dùng bên này vi tôn chờ đợi giang giật mệnh lệnh phật đế cùng giang giật liếc nhau một cái giang giật hướng phía trước đi một bước quát khẽ nói võ thương hôm nay ngươi muốn làm sao đùa vạch ra cái đạo đạo đi. Ha ha, bác đế không nói gì, một mực cúi đầu uống trà vũ nghịch lại đột nhiên nở nụ cười, hắn ngẩng đầu ánh mắt cùng giang giật xa xa liếc nhau, cười nhạt nói, giang giật, hôm nay không phải võ thương chơi với ngươi, mà là bản tỏa chơi với ngươi, bản tỏa cam đoan. Các ngươi hôm nay hội đùa đều sẽ rất vui vẻ, lão ma, Phật đế hiên đế đôi mắt co rụt lại, hình ma lại đoạt xá thành công, đoạt được vẫn là vũ nghịch thân thể chương 1263, ngả bài. Hôm nay Vũ Nghịch có thể cùng bác đế hình mộng uyển thú đế kiếm đế ngồi cùng một chỗ, bản thân liền là một kiện rất không hài hòa sự tình, mà lại hắn còn ngồi như thế an nhàn. Rất nhiều người đã sớm phát hiện không đúng, bất quá vừa rồi tình huống quỷ dị như vậy, ai cũng không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này mọi người mới phát hiện vấn đề, đó căn bản không phải Vũ Nghịch nên có ngữ khí, bác đế hình mộng uyển kiếm đế thú đế không nói chuyện, Vũ Nghịch lại nói những người còn lại còn không có nửa điểm ý kiến, cái này Vũ Nghịch khẳng định có vấn đề lớn. Giang giật cũng không cảm thấy bất ngờ, Vũ Nghịch cường độ thân thể không tệ, mấu chốt là tuổi trẻ, hình ma tìm người đoạt xá, Vũ Nghịch là cái không tệ nhân tuyển. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn qua Vũ Nghịch nói, hình ma, ta kính ngươi là cái nhân vật, thả người đi, ta cũng đem bác hoàng thả. Muốn đánh muốn giết, chúng ta quang minh chính đại đến, vừa vặn rất tốt. Được, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, chiếm cứ vũ nghịch thân thể hình ma rất hào sảng vung tay lên, kia hai tên nửa thần tướng ma thần cùng tô như tuyết hướng thánh sơn phương hướng ném một cái. Thánh hậu khoát tay chặn lại, ngũ trưởng lão phi thân mà đi đem hai người mang theo trở về, còn lập tức đem tô như tuyết đưa về thiên ẩn tông. Giang giật, tô như tuyết chúng độc rất sâu, giống như không triệt để chém giết hình mộng huyền cái mạng nhỏ của nàng tùy thời đều nắm giữ tại hình mộng huyền trong tay. Thánh hậu truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, giang giật ánh mắt quét về phía hình mộng huyền hắn lúc này đột nhiên có một loại minh ngộ, xem ra cơ thính vũ rất sớm đã nghe lệnh của hình mộng uyển cơ thính vũ bố trí hình mộng uyển biết đến nhất thanh nhị sở, tô như tuyết độc thế nhưng là cơ thính vũ dưới. Long khuất, thả người, đối phương thả người, giang giật cũng không trở thành khó xử một cái bác hoàng, long khuất nắm lên bác hoàng hướng nơi xa ném đi. Bác hoàng đan điền cũng không có bị phế, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương bắc bay đi, thẳng đến bay trở về thiên cơ thuyền sau mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn một cái hình ma đứng lên đi tại bong tàu biên giới ở trên cao nhìn xuống lướt nhìn phía dưới mấy ngàn vạn liên quân cuối cùng nhìn về phía giang giật bình tĩnh nói ra giang giật người biết không kỳ thật nếu không phải ngươi xuất hiện hôm nay liền sẽ không có như thế cục diện thiên tinh giới lần hạo kiếp này cũng sẽ không chết đi nhiều người như vậy sở dĩ lần này phía sau màn chủ mưu mặc dù là ta nhưng kẻ cầm đầu vẫn là ngươi xoạt toàn trường xôn xao hình ma thế mà quang minh chính đại nói mình là phía sau màn chủ mưu những cái kia ẩn thế đại tông tông chủ và thượng cổ thế gia tộc trưởng càng là cảm giác phía sau hàn khí hứa ra hình ma cùng bác đế hôm nay giống như không phải điên rồi như vậy chỉ có một lời giải thích bọn hắn không có sợ hãi bọn hắn tự nhận là có thể đối kháng tất cả nhân tộc cường giả hôm nay bọn hắn đã nắm trong tay toàn cục sở dĩ bọn hắn không sợ hãi nhân tộc liên quân bắt đầu xuất hiện quấy rối rất nhiều tới gần thiên cơ thuyền gia tộc lạng yên di động bất quá tại hình ma nhàn nhạt quét qua về sau, không ai dám động. Hình ma linh hồn quá mạnh, hắn tùy ý quét qua cũng có thể để cho người ta sâu trong linh hồn cảm giác được e ngại, cảm giác được khí thức tử vong, ai cũng không dám loạn động. Giang giật sắc mặt yên lặng, hắn hướng Phật đế bọn người nháy mắt ra dấu, để bọn hắn lặng yên dò xét hình ma đám người bố trí, chính hắn trầm giọng nói ra, a ta đây liền không hiểu được, xin lắng tai nghe. Giang giật chuẩn bị kéo một chút thời gian, cục diện hôm nay quá không đúng, giống như không biết rõ ràng hình ma bác đế có cái gì ỉ vào, cái này chiến sợ là rất khó đánh. Phật đế bọn người thần thức lập tức lặng yên liếc nhìn, tìm kiếm mai phục cùng bố trí, đồng thời Phật đế cùng hiên ra mặc gia tộc trưởng bọn người truyền âm trao đổi tình báo, cùng thương nghị đợi lát nữa liên hợp phát động công kích loại hình. Hình ma tựa hồ không có phát giác được mọi người tiểu động tác, hắn khe khẽ thở dài nói, giang giật, mặc dù là địch nhân, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, kinh nghiệm của ngươi cùng huyền đế có chút cùng loại, đồng dạng từ nhỏ đại lục đi tới, đồng dạng huyên náo toàn bộ thiên tinh giới long trời lở đất. Khác biệt chính là huyền đế xuất hiện thời điểm là loạn thế, sở dĩ hắn trở thành thiên cổ nhất đế. Người xuất hiện thời cơ không đúng, người đem thiên tinh giới cách cục làm rối loạn, mà lại ngươi có được vô hạn tiềm lực, nếu để cho người phát triển tiếp, cuối cùng đại lục thế cục hội triệt để không thể trưởng khống. Cho nên chúng ta chỉ có thể giết chết ngươi, chỉ có thể để thiên tinh giới cách cục đổi một cái. Một lần nữa tẩy bài, để trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu hình ma lời nói phi thường thẳng thắn cũng có chút không lưu loát khó hiểu nhưng bên trong ẩn chứa thâm ý lại làm cho vô số người lần nữa chấn kinh nghe khẩu khí làm sao cảm giác hình ma giống như là thiên tinh giới vua không ngai a à, cái gì một lần nữa tẩy bài lại bắt đầu lại từ đầu cái gì tình thế của đại lục chẳng lẽ lại thiên tinh giới hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong giang giật cũng rất hoang mang hắn dừng một chút thẳng thắn nói ra hình ma người khẩu khí này có phải hay không lớn một điểm còn có người muốn giết ta tự giết ta vì sao để thiên tinh giới nhiều như vậy người vô tội chết đi những cái kia bình dân có lỗi gì các ngươi làm như vậy không sợ chiêu thiên khiển sao? Thiên khiển ha 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 ha, hình ma cười ha hả, trên thân khí thế dâng lên, vô cùng bá khí nói ra cái gì là thiên ta cho ngươi biết. Ta tự đại biểu thiên, coi như muốn thiên khiển, cũng là ta đối với các ngươi phát động. Khẩu khí đại sao kỳ thật không có chút nào lớn, còn như những cái kia bình dân, nói câu không dễ nghe, toàn bộ thiên tinh giới đều là bản tọa nuôi nhốt súc sinh, ta muốn giết tự giết muốn làm thịt tự tể thậm chí ta có thể tùy thời để thiên tinh giới diệt thế để kế tiếp văn minh sinh ra tên điên toàn bộ người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu hình ma điên rồi đừng nói là hắn coi như huyền đế cũng không dám nói mạnh miệng như vậy a à, bất quá hình ma lời nói triệt để chọc giận tới tất cả mọi người giờ khắc này không còn có người đem hình ma cùng bác đế bọn người xem như chính nghĩa một phương đều lựa chọn đứng ở giang giật phật đế bên này. Mặc dù rất nhiều người không biết chuyện đã xảy ra ngọn nguồn, nhưng giờ phút này cục diện rất rõ ràng, hình ma bọn người liền là phía sau màn thủ phạm, chính hắn chính miệng thừa nhận, bác đế mấy người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Giang giật bọn người trầm mặc giờ khắc này trong mọi người tâm càng thêm nặng nề, hình ma không có khả năng điên rồi, khẩu khí của hắn to lớn như thế, vậy hắn ỉ vào sẽ có bao nhiêu đại mà giờ khắc này mọi người thần thức một mực tại dò xét, cũng không có bất luận phát hiện gì. Doãn đế nhìn thấy kiếm đế cùng thú đế trầm mặc đứng tại hình ma phía sau, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép giống giật, lão kiếm, lão đồ, các người còn không thanh tỉnh sao các người còn muốn tiếp tục đuổi theo cái này lão ma đầu cùng võ thương tên phản đồ này. Ha ha, kiếm đế thú đế liếc nhau, kiếm đế nở nụ cười khổ, u u thở dài nói, chư vị, nghe ta một lời, tại thiên tinh giới không người là tông chủ đối thủ, cùng hắn đối kháng chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Giống như các người nếu không muốn chết, vẫn là quy thuận tông chủ đi. Thú đế cũng nghiêm mặt quát, tại thiên tinh giới tông chủ liền là trí cao vô thượng tồn tại, thuận tông chủ người xương, nghịch tông chủ người vong, chư vị, đầu hàng đi. Toàn trường yên tĩnh như chết, kiếm đế cùng thú đế rõ ràng không có bị khống chế linh hồn, nói rõ hai người là thật tâm thành ý quy hàng. Có thể làm cho hai vị đại đế cam tâm tình nguyện gánh vác một thế bêu danh, cầm hai cái gia tộc mấy chục vạn năm cơ nghiệp đến cửa cái này một cái, cái này hình ma lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Chư vị, một mực trầm mặc không nói võ thương mở miệng, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục tông tộc, hoặc là vĩnh viễn lưu tại Tuyết vực. Ha ha, không sai, hình ma ngửa mặt lên trời cười như điên, mái tóc màu đen lăng không bay múa, hắn hăng hái bốn phía liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Phật đế đám người trên mặt, quát khẽ nói, cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, người đầu hàng toàn bộ bay đến phía dưới đến quỷ, một nén nhang sau không đầu hàng người, giết không tha. Chương 1264, hình ma ỉ vào Tối hậu thư, giống như cái này thông điệp không phải bác đế kiếm đế thú đế hình ma bọn người hạ đạt, sợ là rất nhiều người đã sớm khịt mũi coi thường. Theo coi như giang giật Phật đế bên này chiến lực hoàn toàn lực áp bên kia, nhưng hết lần này tới lần khác hình ma nói ra không có chút nào khiến người ta cảm thấy buồn cười. Giang giật chiến lực nhưng so sánh cửu tinh, Phật đế là cửu tinh, Thánh Hoàng cũng là cửu tinh, còn có một cái thánh hậu đồng dạng là cửu tinh. Đường thần cơ bọn người rõ ràng đứng ở bên này, hiên gia tộc trưởng, mặc gia tộc trưởng, tiêu giao tông, giang tiểu nô. Bác đế có một thanh thần khí, hình ma linh hồn phi thường khủng bố, nhưng ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, chỉ có một cái hình mộng Uyển có thể dựa vào hợp kích chiến trận miễn cưỡng nhưng so sánh cửu tinh. Giống như mọi người cùng công chi, rất nhiều người cho rằng hình ma bác đế căn bản không phải mọi người đối thủ. Vấn đề ở chỗ nào? Giang giật không biết, Phật đế không biết, Thánh hậu cũng không biết, rất nhiều lão gia hỏa cũng không biết. Tất cả mọi người không dám động, không có người đầu hàng, cũng không có người hướng Phật đế bọn người bay đi. Hiu hiu hiu, đợi mấy chục giây thời gian về sau, rốt cục có người động, phụ thuộc vũ gia kiếm ra đổ ra mấy cái tử trung đại gia tộc bay lên không, hướng thiên cơ thuyền phía dưới bay đi, sau đó toàn bộ trùng điệp một chân quỷ xuống, biểu thị hiệu chung. Bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, cái quỷ này rất có thể hội vạn kiếp bất phục. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn coi như không tiếp tục đuổi theo bác đế bọn người, chờ giang giật bên kia thắng sau đó đồng dạng hội thanh toán, bọn hắn không đường có thể đi, chỉ có đi theo bắc đế bọn người một con đường đi đến đen vù vù còn có một số lớn nhỏ gia tộc cũng nhao nhao bay đi hướng thiên cơ thuyền bay đi bất quá đại đa số gia tộc đều lựa chọn nguyên địa bất động cũng có một chút gia tộc bắt đầu hướng giang giật bọn người phương hướng bay đi lần này hình ma không có ngăn cản chờ đợi mọi người chính mình chạm đội lựa chọn thời gian một nén nhang chẳng mấy chốc sẽ đến chạm đội rất rõ ràng bắc đế thiên cơ thuyền phía dưới hết thảy quỳ gần trăm vạn người chưa bỏ mấy nhà võ giả còn có mười mấy cái gia tộc lựa chọn thần phục bọn hắn. Những người còn lại hoặc là không nhúc nhích, hoặc là lựa chọn đứng ở giang giật Phật đế bọn người bên này. Đương nhiên, phần lớn người đều lựa chọn trung lập, hai bên đều không chạm đội. Tình huống không rõ rất nhiều gia tộc không dám loạn động, một cái không tốt lựa chọn sai lầm, sẽ tộc phá người vong. Tốt, thời gian đến, hình ma một tiếng quát khẽ như kinh lôi lóe sáng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, giang giật bọn người sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch các loại chờ hình ma xuất thủ hình ma không có xuất thủ hình mộng huyền ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên phía dưới quy hàng người toàn bộ đằng không mà lên vây ở thiên cơ thuyền phụ cận bắc đế thú đế kiếm đế ánh mắt đều nhìn về phía giang giật bên kia khóe miệng đều là đùa cợt giang giật ta thưởng thức ngươi là nhân tài cuối cùng hỏi ngươi một câu thần phục cùng ta vẫn là chết hình ma ánh mắt lần nữa nhìn về phía giang giật cho hắn một cơ hội cuối cùng nhưng giang giật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện huyền thần khải hiển hiện, dùng hành động thực tế nói cho hình ma lựa chọn của hắn. Cái sau bất đắc dĩ thở dài, vung tay lên trầm giọng hạ lệnh, uyển nhi, đưa bọn hắn lên đường. Bày trận, hình mộng huyền thân thể bay vụt mà lên, đi theo phía sau bay lên có 49 tên toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả, 50 người giữa không chung đứng ngạo nghế, thành một cái kỳ quái trận hình đứng thẳng, trận này hình không phải lục mang tinh, cũng không phải hình tròn, từ phía dưới xem cảm giác có chút giống như. Liêm đao, ông, trên người mọi người sáng lên quang mang, lần này không phải bạch quang, mà là hắc quang. Toàn bộ trên thân người toát ra hắc khí cuối cùng đánh vào hình mộng huyền trong thân thể, giang giật bọn người đôi mắt toàn bộ co rụt lại, nội tâm cảm giác cực độ không thoải mái, tựa như phải có đại sự phát sinh. Hắc khí đây không phải hắc sắc nguyên lực, mà là thi khí. Các nàng đây là cái gì đại trận các nàng muốn cái gì? Giang giật thì thào vài tiếng, vẫn không có động, hình ma cùng bác đế không có xuất thủ, mọi người khẳng định không ngăn cản được chiến trận này hình thành. Bọn hắn lựa chọn các loại chờ hình mộng huyền bọn người phát động hoàn tất, không biết địch nhân kinh khủng nhất, địch nhân lộ ra giữ tợn diện mục ngược lại chẳng phải đáng sợ. Suy suy, hình mộng huyền một bộ váy trắng, phiêu nhiên như tiên, nhưng giờ phút này toàn thân đều bị hắc khí vần quanh, thoạt nhìn như là một tôn địa ngục sát thần, uy phong lẫm liệt, có một loại biệt dạng khí tức khiếp người. Trong tay nàng kết lấy cổ quái ấn pháp, rất người nhanh nhẹn có thể dùng được hắc khí ngưng tụ ra một thanh khổng lồ liêm đao. Phá, cái này liêm đao đạt tới ngàn trượt, như một cái tử thần lưỡi dao, hình mộng huyền khống chế liêm đao hung hăng hướng phía dưới đánh xuống. Không sai, là phía dưới, mà không phải giang giật bọn người, nàng khống chế liêm đao đối phía dưới mặt đất, chống rỗng mặt đất trùng điệp đánh xuống. Oanh, thiên diêu địa động, mặt đất bị to lớn liêm đao đánh xuống một đầu khe nước to lớn, phạm vi ngàn dặm mặt đất khẽ run lên, thánh sơn đều kịch liệt lay động không ngừng, đầu kia khe hở nhanh chóng hướng phương xa dọc theo, tựa hồ một đao kia đem toàn bộ tuyết vực từ đó bổ ra. Tình huống như thế nào? Rất nhiều người mơ hồ không hiểu, hình mộng huyền công kích mặt đất làm gì vì sao không công kích sang giật bọn người, cũng không công kích phía dưới liên quân đem mặt đất đập ra chẳng lẽ là hù dọa tiểu hài tử sao lực công kích này tại rất nhiều cường giả xem ra cũng không dọa người, rất nhiều thất bát tinh võ giả đều có thể làm được. Sau một khắc, đáp án mở ra, mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo có chút ba động, lập tức ba động càng lúc càng lớn, phương viên vạn lý mặt đất đều rung động, cũng cảm giác phát sinh mãnh liệt như địa chấn. Chấn động càng ngày càng lợi hại, một số người cũng còn đứng không vững, hai bên sơn phong kịch liệt lay động, núi đá rơi xuống, tiếng oanh minh núi liền không dứt, bụi đất cuồn cuộn mà lên. Suy suy, từng đạo hắc khí theo đầu kia tuyệt đại khe hở bên trong lan tràn ra, tiếp lấy làm cho tất cả mọi người dùng mình, vĩnh thế khó quên một màn hình tượng xuất hiện. Ngao ngao suy suy, Vù vù, một sợi to lớn màu đen cự đằng theo khe hở bên trong ra, đem từng cái thi nhân thi tương thi thú đưa đi lên, phụ cận phạm vi ngàn dặm mặt đất tầng tầng bạo liệt, một sợi màu đen cự đằng phá đất mà lên, vô số thi tương thi thú theo màu đen cự đằng sông ra, vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, ít nhất có trăm vạn thi tương thi thú xông lên mặt đất. Toàn thân máu đen, hai mắt đỏ như máu, dương nanh múa vuốt thi nhân. Người mặc chiến giáp, cầm trong tay binh khí, hắc khí vần quanh thi tương, thân thể như sơn nhạc, uy áp như yêu đế yêu hoàng thi thú. Giờ khắc này tựa như địa ngục chi môn được mở ra, minh giới bên trong sinh vật đều theo địa ngục chi môn bên trong bò lên ra, muốn đem tất cả mọi người ở đây xé rách thành mảnh vỡ, muốn đem thế giới này hủy diệt. Ma tinh đằng, lòng đất sinh vật, giang giật hổ khu run lên, nhìn qua cái kia màu đen cự đằng, trên mặt trong nháy mắt không có một tia huyết sắc. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết hình ma ỉ vào là cái gì, cũng mơ hồ đã hiểu vừa rồi hình ma trong lời nói thâm ý hình ma nói toàn bộ thiên tinh giới đều là bản tọa nuôi nhốt súc sinh hắn muốn giết cứ giết muốn làm thịt tự tể thậm chí hắn có thể tùy thời để thiên tinh giới diệt thế để kế tiếp văn minh sinh ra câu nói này xác thực không phải cuồng người khác không biết sang giật lại phi thường tinh tường tại vô số cái dưới đại lục kỳ thật đều có một cái kinh khủng thế giới dưới lòng đất thế giới kia có vô số ma tinh đằng những cái kia ma tinh đằng có thể đem chết đi thi thể đều kéo vào trong biển máu sau đó dựng dục ra thi nhân thi binh thi thú Giang giật không biết thế giới dưới lòng đất tồn tại bao lâu, nhưng hắn đã từng dò xét qua cái kia thế giới dưới lòng đất, phát hiện bên trong vô biên vô hạn, có được vô tận thi binh thi thú. Mà hình ma, hoặc là nói toàn bộ thiên minh tông liền là toàn bộ thế giới dưới lòng đất người khống chế, bọn hắn tùy thời có thể dùng khống chế những này thi binh đem thiên tinh giới sở hữu thánh linh hủy diệt, để thiên tinh giới diệt thế. chương 1265, Thiên Minh Thần Trận Thiên tinh giới tồn tại không biết bao nhiêu năm, thiên tinh giới sinh linh đếm không hết, cái này hơn 70 vạn năm qua, nhân tộc yêu tộc thỉnh thoảng đại chiến, chết đi bao nhiêu người cùng yêu thú không nói những cái kia tiểu đại lục, liền nói đông hoàng đại lục mỗi thời mỗi khác đều có bao nhiêu người chết đi. Giống như, những này người đã chết cùng yêu tộc thi thể, đều bị mang đến thế giới dưới lòng đất, sau đó tại trong biển máu thai ngén thành thi binh thi thú, như vậy toàn bộ thế giới dưới lòng đất thi binh thi thú sẽ có bao nhiêu. Không cách nào tưởng tượng, mấu chốt nhất một điểm, thi binh thi thú là vô dụng sinh mệnh đồ vật, Sở dĩ bọn chúng sẽ không chết đi, số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nhiều đến vượt qua trước mắt thiên tinh giới toàn bộ sinh linh số lượng gấp 10, gấp trăm lần, vạn lần. Phanh phanh phanh, ngao ngao, suy suy, tạch tạch tạch, mặt đất còn tại không ngừng bạo liệt, thì binh thi thú còn tại liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Vẹn vẹn trong chốc lát, số lượng đã vượt qua mấy ngàn vạn, đồng thời gian giật bọn người phát hiện rất nhiều cường đại thi thương, thi thú. Để giang giật chuyện lo lắng nhất phát sinh thế giới dưới lòng đất không chỉ có thể thai ngén lòng đất sinh vật, những sinh vật này còn có thể tiến hóa, còn có thể không ngừng mạnh lên. Mặc dù không biết bọn chúng là thế nào tiến hóa, nhưng rất có thể sẽ xuất hiện thi vương thi hoàng cấp bậc tồn tại. Giết, giang giật cùng Phật đế bọn người liếc nhau, mọi người cũng không dám lại tiếp tục chờ chờ đợi. Bằng không đợi tồn tại cường đại gia, vậy sẽ là bọn hắn tận thế. Nhiều như vậy lòng đất sinh vật căn bản giết không hết, bọn hắn chỉ có một con đường có thể đi, đánh giết hình ma, đánh giết bắc đế, đánh giết thiên minh tông sở hữu người. Chỉ có đem khống chế ngọn nguồn sinh vật toàn bộ người đánh giết, bọn hắn mới có thể sống sót, thiên tinh giới mới sẽ không bị hủy diệt. Giang giật, Phật đế, hiên đế, dạ hậu, thánh hoàng, giang tiểu nô, thánh hậu, đường thần cơ các loại chờ sở hữu cường giả toàn bộ lựa chọn hướng hình ma bắc đế phóng đi. Những người còn lại thì nhao nhao hướng phía dưới thi binh thi thú đại quân phóng đi, phía dưới đại quân đã sớm loạn thành một đoàn, cùng lòng đất đại quân triển khai thảm liệt chiến đấu. Ha ha, nghĩ bắt giặc trước bắt vua. Hình ma đứng tại thiên cơ thuyền bên trên, đứng chắp tay, tuổi trẻ khôi ngô bề ngoài, vượt qua niên kỳ thong dong, bể nghĩa thiên hạ khí độ, để hắn có một loại khí chất đặc biệt. Hắn cũng không có công kích, mà là hướng lên trên không hình mộng huyền nhàn nhạt, nhạt phất phất tay. Bày trận, hình mộng huyền khẽ kêu một tiếng, trên không 49 người trận hình cải biến, tựa như một cái đại bàn quay vây quanh hình mộng huyền xoay tròn. Phía dưới lòng đất sinh vật tại thời khắc này toàn bộ giống giận, trên người hắc khí như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng bầu trời vào tới, tụ hợp vào hình mộng huyền trong thân thể. Ông, một cái vượt qua phương viên vạn trượng to lớn lồng ánh sáng màu đen đột một hình thành, đem hình mộng huyền bọn người cùng phía dưới thiên cơ thuyền toàn bộ bao phủ đi vào. Đại trận kia hình thành lồng ánh sáng màu đen tựa như đem hai thế giới cô lập ra, hình ma nhàn nhã ngồi xuống, bưng lên một ly trà lạnh nhạt nhìn qua gian giật bọn người vào tới. Phá, Phật đế trong tay đánh ra 10 khỏa to lớn Phật châu, mỗi một cái Phật Châu tản mát ra vạn trượng kim quang, đều mang hủy thiên diệt địa khí tức cùng uy thế, liên tục không ngừng hướng màu đen vòng bảo hộ đập tới. Nhưng là cái Phật Châu tựa như nê hoàn đập vào trong biển, lại chỉ là để màn hào quang có chút ba động một phen, tựa như bình tĩnh nước hồ tạo nên một tia liên y. Hiên đế công kích theo sát phía sau, vạn điểm hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, lại như tinh tinh chi hỏa, đụng vào lồng ánh sáng màu đen trong nháy mắt yên diệt. Oanh! thánh hoàng mang theo tứ phương không gian chấn động cùng chói tai tiếng rít một quyền đột nhiên nện ở vòng bảo hộ bên trên đáng tiếc chỉ là gây nên một đạo kim thiết đụng nhau bang bang âm thanh dạ hậu doãn đế phật hoàng đường thần cơ đám người công kích càng thêm không chịu nổi căn bản không có đối vòng bảo hộ tạo thành bất kỳ ba động suy suy giang giật đồ thần chạm tới ba đầu to lớn hỏa long vạch phá bầu trời toàn thân như nham tương đúc kim loại chiếu sáng dạng dỡ ba đầu cự long bay qua tứ phương không gian chấn động nứt xuất ra đạo đạo khe hở Nơi này chính là tuyết vực, không gian vô cùng ổn định, có thể thấy được giang giật đồ thần trảm uy lực kinh người. Dầm dầm dầm, nhưng giang giật công kích đồng dạng cũng không có lên gợn sóng quá lớn, cùng Phật đế không sai biệt lắm. Bên kia Thánh Hậu cũng động thủ, cửu thiên tri thượng phong vân khởi động, một cái chín màu to lớn thủ ấn ngưng tụ mà thành, ầm vang đè xuống, đồng dạng chỉ là để màu đen to lớn màn hào quang khẽ run lên, khe hở đều chưa từng xuất hiện một đầu, màn hào quang không gì phá nổi đây tuyệt đối không phải thiên tinh giới trận pháp cấm chế. Hiên đế ánh mắt lấp lánh, cao mày, quát khẽ. Nhiều như vậy cường giả liên thủ một kích lại không phá được màn hào quang cái này màn hào quang lực phòng ngự tuyệt đối vượt qua huyền thần cung. Mà huyền thần cung phòng ngự cường đại là bởi vì tích lũy nhiều năm như vậy năng lượng, sở dĩ hiên đế cho rằng trận pháp này tuyệt đối không phải thiên tinh giới người sáng tạo. Hình mộng huyền giờ phút này còn tại màn hào quang bên trong múa, không ngừng hấp thu phía dưới tràn ngập mà lên hắc khí, nói một cách khác không đem phía dưới thi binh thi thú đánh giết hoàn tất các nàng đem có thể không ngừng đạt được khắc khí năng lượng bổ sung màn hào quang vĩnh viễn không thể công phá thi binh thi thú có thể đánh giết xong sao uống giang giật không tin tà lần nữa thả ra đồ thần chảm phật đế cùng thánh hậu phối hợp hắn ba người gần như cùng một thời gian thả ra công kích mạnh nhất nhưng lồng ánh sáng màu đen vẫn như cũ vẻn vẹn có chút rung động không có một tia vết rách càng không có phá vỡ dấu hiệu ha ha Hình ma đùa có tiếng cười truyền ra, tiếp tục công kích. Nếu các người có thể kích phá thiên minh thần trận, chúng ta toàn bộ không phản kháng, mặc cho các người đánh giết tốt, đều đừng nóng vội a. À, trò chơi vừa mới bắt đầu, đợi lát nữa hội càng đặc sắc. Phách lối cuồng vọng ở đây sở hữu cường giả đều cảm giác được bị vũ nhục. Nghe hình ma khẩu khí, tựa hồ hôm nay cùng bọn hắn là đang chơi tựa như một con mèo to đang đùa bỡn một đám lão thử, căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Ô, ô ngao ngao suy suy phía dưới mỗi thời mỗi khắc đều có thị binh thi thú lao ra, nơi xa bốn phương tám hướng chen chúc mà đến dưới mặt đất sinh vật, liền phải đem nhân tộc liên quân bao phủ lại, bốn phía âm phong kêu khóc, hắc vụ vần quanh, dưới thánh sơn hoang nguyên tựa hồ biến thành địa ngục. Phía dưới nhân tộc liên quân thực lực cũng không tệ, ít nhất đều là thiên quân cấp bậc. Đây cơ hồ hội tụ nhân tộc hơn phân nửa cường giả, những cường giả này quân đội tạo thành một tiểu đội từng người tự chiến, đối kháng thi binh thi thú điên cuồng tiến công rất nhiều thi binh thi thú kỳ thật cũng không tính mạnh, bị từng mảnh từng mảnh đánh giết, nổ thành thịt thối. Nhưng lòng đất sinh vật rất rất nhiều, mỗi thời mỗi khác đều đang tuôn ra, giờ phút này số lượng tuyệt đối vượt qua 100 triệu, hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng. Nhân tộc liên quân cũng sớm đã có thương vong, bởi vì rất nhiều thi tương cùng thi thú đều rất cường đại, trọng yếu nhất chính là thi khí. Những cái kia thi binh trên thân tán phát thi khí có được cường đại tính ăn mòn, có thể ăn mòn võ giả thần thuẫn như sơ ý một chút thần thuấn phá vỡ, kết cục liền là biến thành một cỗ thi thể, sau đó bị ma tinh đằng kéo xuống lòng đất. Phanh 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 phanh, phanh Phật đế giang giật bọn người không muốn mạng điên cuồng công kích lồng ánh sáng màu đen, bọn hắn đường ra duy nhất liền là đánh tan vòng bảo hộ, sau đó đem hình ma bọn người đánh giết. Nếu không phía dưới mấy ngàn vạn nhân tộc liên quân sẽ hoàn toàn chết đi, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ bị cùng công chi, thịt nát xương tan. Chỉ là, một đám chí cường giả, dòng dã công kích ba nén hương thời gian, vòng bảo hộ tựa như thần linh tạo dựng thiên trận lượn quanh không thể phá. Vô luận bọn hắn nghĩ biện pháp gì, nếm thử các loại công kích đều không làm nên chuyện gì. Phía dưới bị lòng đất sinh vật đánh giết võ giả đã vượt qua trăm vạn, số lượng này còn tại nhanh chóng gia tăng. Hô hô, bầu trời bất chi bất giác đã nổi lên bông tuyết, sắc trời dần dần tối xuống, hàn phong kêu khóc, tựa hồ biểu thị tận thế đến.